Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 50. Cổ Kính Đế Quân lên tiếng, không thể cho hai người đó thời gian nghỉ ngơi, nếu người phụ nữ váy đen khôi phục thương thế. Nghe câu này, nét mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Một khi người phụ nữ váy đen khôi phục thương thế, đến lúc đó còn ai có thể địch lại bà ấy được nữa? Nữ kiếm tu nói, đi. Bà ta vừa dứt lời, tất cả cùng lao thẳng vào Nam Nhạc Giới. Không thể cho hai người đó thời gian trị thương được. Diệp Quân đưa Diệp Thanh Thanh vào Nam Nhạc Giới xong, thấy hơi thở của đám người phía sau biến mất, hắn nhíu mày, không nghĩ ngợi, thân thể run lên, hóa thành một luồng lưu quang bay vào nơi sâu trong dãy núi xa. Diệp Quân nói, tháp ra, giúp ta che giấu hơi thở. Tiểu tháp đáp, được. Nói xong nó mau chóng che giấu hơi thở của mình và Diệp Quân. Diệp Quân tìm một sơn động khá khuất, đưa Diệp Thanh Thanh vào sơn động rồi đưa bà ấy vào trong tiểu tháp. Bên bờ, Diệp Quân đặt Diệp Thanh Thanh lên tảng đá, lúc này váy của bà đã nhuộm đỏ, ngoài máu của bà còn có máu của hắn nữa. Bà bị thương rất nhanh. Nhờ có cây thần tự nhiên chữa trị, cơ thể bà bắt đầu từ từ hồi phục, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Thấy thế, Diệp Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thanh Thanh chỉ nhìn Diệp Quân chứ không nói gì. Diệp Quân bảo, cô trị thương trước đi, con ra ngoài canh chừng. Nói xong hắn đi ra khỏi tiểu tháp. Diệp Thanh Thanh từ từ nhắm mắt lại, điều khiển cây thần tự nhiên giúp mình khôi phục thương thế. Bà biết nếu để đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả phát hiện ra Diệp Quân, với thực lực hiện giờ của Diệp Quân không thể địch lại được bọn chúng. Chỉ có một con đường chết. Vì vậy bà phải mau chóng trị thương cho mình. Sau khi Diệp Quân ra khỏi tiểu tháp thì đi đến cửa sơn động, hắn ngẩng đầu nhìn trời, rất nhanh, hai mắt hắn nheo lại, hắn cảm nhận được vô số luồng khí tức mạnh mẽ đáng sợ ở cuối chân trời. Đuổi tới rồi. Diệp Quân nhanh chóng che giấu hơi thở của mình, bình tĩnh lại. Hắn biết rõ nếu bị phát hiện vào lúc này thì hắn và cô này đều sẽ đi đời nhà ma. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của nhóm nữ kiếm tu, lúc này mấy luồng thần thức đã đáp xuống sơn động của hắn. Nhìn thấy cảnh này, con người Diệp Quân co lại, hắn không do dự, đặt tiểu tháp xuống đất, tháp ra, bảo vệ cô thị thương cho tốt. Nói xong người hắn run lên, hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Diệp Quân vừa biến mất ở cuối trời, vô số thần thức bao phủ lấy hắn, sau đó hàng trăm luồng hơi thở mạnh mẽ xông thẳng về phía hắn. Trong tháp, Diệp Thanh Thanh ở mắt ra, lông mày nhíu thật chặt. Ở cuối chân trời, để thu hút sự chú ý của mọi người đi xa hơn, Diệp Quân dùng hai loại sức mạnh huyết mạch đẩy tốc độ của mình lên đến cực hạn. Trong nháy mắt, hắn đã chạy được mấy trăm vạn dặm, mà khi hắn chém thời không Tuế Nguyệt để đi vào thì một luồng kiếm thế đáng sợ bao trùm lấy hắn. Tiếp đó, một thanh kiếm khổng lồ chém tới từ phía sau hắn như một tia sét. Không còn chỗ tránh. Diệp Quân chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc chôn vào thời không Tuế Nguyệt, quay người lại chém ra một nhát. Một luồng kiếm quang bộc phát, Diệp Quân liên tục lùi lại cả mấy vạn trượng, khi hắn vừa dừng lại, một khoảng thời không sau lưng sụp đổ. Khóe miệng Diệp Quân từ từ rỉ ra một dòng máu. Lúc này, nhóm người nữ kiếm tu đã đuổi tới, bao vây lấy hắn. Nhìn mấy trăm cường giả hàng đầu xung quanh, Diệp Quân im lặng không nói. Hắn biết mình không phải đối thủ của những người này. Cho dù huyết mạch phong ma hoàn toàn thức tỉnh cũng không được. Thực lực và số lượng chênh lệch quá lớn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong hư không rồi nhíu mày, chủ nhân bút đại đạo, ông đi tìm cứu viện, vậy cứu viện đâu? Đại ca, người của huynh mà còn không tới thì chỉ có thể tới nhặt xác ta thôi đó. Nữ kiếm tu nhìn Diệp Quân, không ai có thể cứu được ngươi nữa đâu. Nói xong một luồng kiếm thế kinh khủng bao phủ lấy hắn, mà cổ kính đế quân ở phía xa bỗng nhảy vọt lên, tay cầm tiên thiên cổ kính nhắm chuẩn vào hắn, một luồng khí thế cổ xưa bao trùm Diệp Quân. Cùng lúc đó, tất cả các cường giả có mặt cũng phóng khí thế của mình ra, bao trùm Diệp Quân. Bị mấy trăm khí thế mạnh mẽ bao phủ, Diệp Quân cảm thấy ngạt thở, khó mà thở được. Phải kéo dài thời gian thôi. Nghĩ đến đây. Diệp Quân nhìn nữ kiếm tu, bà có biết cha ta không? Cha ta tên. Nữ kiếm tu ngắt lời Diệp Quân, cha ngươi tên Diệp Huyên, là kiếm chủ nhân gian, đúng không? Diệp Quân sửng sốt một chút rồi nhanh chóng gật đầu, đúng.
Nữ kiếm tu bình tĩnh nói, người gọi ông ta tới đánh ta đi. Diệp Quân trầm giọng, bà chắc chứ? Nữ kiếm tu thờ ơ nhìn Diệp Quân, người gọi đi. Diệp Quân nhìn nữ kiếm tu, là bà nói đấy nhé. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về nơi sâu trong thời không, cha có muốn ra đây thể hiện tí không? Diệp Quân nhìn vào không gian sâu thẳm, tuy nhiên, không có lời đáp lại. Diệp Quân nhíu mày, lại nói cha. Vẫn không có lời đáp lại. Sắc mặt Diệp Quân nhất thời trầm xuống, cha, không phải người lại đi trùng sinh rồi đấy chứ. Vẫn không có lời đáp lại. Diệp Quân im lặng, lần này coi như toi rồi. Lúc này, nữ kiếm tu đột nhiên nói, đó là cha ruột của ngươi à? Diệp Quân. Nữ kiếm tu cười khẩy một tiếng, không nói nhảm nữa, nhảy lên phía trước, dùng thanh kiếm khổng lồ trong tay chém về phía Diệp Quân. Kiếm của nữ tu kiếm như thiên quân vạn mã, có thể xẻ đất phá trời. Mắt thấy kiếm tới, Diệp Quân nắm chặt hai tay, trên người bộc phát ra một luồng kiếm ý đáng sợ, trong nháy mắt, hắn dậm chân phải, lao đến. Thời không chồng chéo. Đối mặt với nhát kiếm này, hắn chỉ có thể tiếp chiêu mà thôi. Bởi vì không gian xung quanh đã bị linh khí bao phủ, hắn không có đường lui. Đối đầu trực diện. Bùm. Lập tức. Kiếm quang của hai thanh kiếm bắn ra, sức mạnh cường đại trong nháy mắt khiến Diệp Quân cùng nữ kiếm tu chấn động liên tục lui về phía sau, nhưng nữ kiếm tu lui lại chưa đầy ngàn trượng thì dừng lại, còn Diệp Quân thì lùi lại mấy vạn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng Diệp Quân có một tia máu chảy ra, không chỉ như vậy, cánh tay phải của hắn cũng tê dại, không còn cảm giác nữa. Nhưng vào lúc này, một tia sáng màu đồng đột nhiên từ trong tiên thiên cổ kính bộc phát ra, lao thẳng đến chỗ Diệp Quân. Nhìn thấy vậy, đồng tử Diệp Quân đột nhiên co lại, uy lực của cái này còn mạnh hơn uy lực của nữ kiếm tu ban nãy. Diệp Quân không dám nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng điều động lực hai luồng sức mạnh huyết mạch trong cơ thể, sau đó tiến lên một bước, thi triển toàn lực liên tiếp hai lần thuật bạt kiếm chồng chéo thời không. Vèo! Vô số tiếng kiếm chồng lên nhau đột nhiên vang vọng từ khoảng trời này, ngay sau đó, một đạo kiếm quang chém thẳng vào ánh sáng màu đồng kia. Bùm! Hai sức mạnh vừa tiếp xúc, lại nổ tung, sức mạnh cường đại lập tức đánh bay Diệp Quân, nhưng đồng ánh sáng đồng kia cũng vỡ tan. Mà vào lúc này, nữ kiếm tu đột nhiên giơ kiếm nhảy lên, chém thẳng về phía Diệp Quân đang rút lui. Với lần xông tới này, thiên địa giờ phút này từng tầng một tan vỡ, cực kỳ khủng bố. Cảm nhận được sự đáng sợ của nhát kiếm này, thần sắc Diệp Quân nhất thời trở nên hung ác, tới đi. Vừa dứt lời. Hắn đột nhiên lao về phía trước, thi triển thuật bạt kiếm chồng chéo 4 lần liên tiếp. Dốc toàn lực. Keng. Một tiếng kiếm đột nhiên vang vọng khắp nam nhạc giới. Sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát trước mặt Diệp Quân. Tiếp chiêu. Bùm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một luồng kiếm quang trong nháy mắt bộc phát ra. Sóng xung kích cường đại của kiếm quang đã đánh bay Diệp Quân. Hắn vừa dừng lại, thân thể lại lần nữa nứt ra. Vô số máu tươi không ngừng tràn ra. Mà nữ kiếm tu kia cũng lui ra ngoài gần ngàn trượng. Nữ kiếm tu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân, trong mắt hiện lên một tia uy nghiêm hiếm có, mặc dù thực lực của Diệp Quân không bằng bà ta, nhưng bà ta nhìn ra tiềm lực vô hạn của Diệp Quân, nếu như loại người này thật sự được phát triển trong 100 năm. Nghĩ đến đây, vẻ nghiêm túc trong mắt nữ kiếm tu chợt biến thành sát ý, bà ta đột nhiên nhảy lên. Dùng kiếm chém về phía Diệp Quân đang ở phía xa. Mà lúc này, một đường sáng ánh đồng lại từ trên trời bùng phát, hướng thẳng về phía Diệp Quân. Cảm nhận được hai luồng sức mạnh đáng sợ đang công kích tới, Diệp Quân bỗng nhiên nhếch miệng cười. Sau một khắc, một luồng lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hắn lao về phía trước, mang theo vô số kiếm ý chém về phía nữ kiếm tu. Bùm! Ngay khi hai thanh kiếm tiếp xúc, Diệp Quân ngay lập tức bị đánh bay. Và khi Diệp Quân bị hất ra, một tia sáng màu đồng lập tức lao về phía hắn. Con người của Diệp Quân đột nhiên co lại, giơ kiếm ra chặn lại. Bùm! Đường kiếm quang lập tức vỡ tan. Diệp Quân lần nữa lui về phía sau, dọc theo đường lui đó thời không trực tiếp nổ tung, cực kỳ đáng sợ. Nhưng vừa mới dừng lại, toàn bộ cánh tay phải của hắn liền vỡ nát, hóa thành hư vô, không chỉ như vậy, thân thể của hắn giờ phút này cũng hoàn toàn bị xé nát. Có thể thấy rõ ràng rất nhiều xương trắng, cực kỳ đáng sợ. Nếu có cây thần tự nhiên,
hắn còn có thể chống đỡ được một lúc. Nhưng vào lúc này, cây thần tự nhiên đang ở chỗ Diệp Thanh Thanh. Một đòn nặng nề, mà đám nữ kiếm tu cũng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nữ kiếm tu đột nhiên nhảy lên, hai tay cầm kiếm khổng lồ, lần nữa chém về phía Diệp Quân, kiếm thế cường đại phá vỡ nát thiên địa. Nhìn thấy nữ kiếm tu tới gần, Diệp Quân xòe tay trái ra, thánh kiếm Hiên Viên bay vào tay trái của hắn, hắn nhìn chằm chằm nữ kiếm tu, đột nhiên, hắn hóa thành một đường kiếm quang lao về phía trước. Cú đánh cuối cùng. Đối với hắn mà nói, đây là đòn đánh cuối cùng, bởi vì hắn biết thân thể và linh hồn của mình đã không còn chịu nổi sức mạnh của người phụ nữ này, còn có tấm cổ kính kia nữa. Mà tại thời khắc mấu chốt này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới sau lưng nữ kiếm tu, cảm nhận được kiếm ý kinh khủng sau lưng, sắc mặt nữ kiếm tu đột ngột biến sắc, kiếm thế thay đổi, bà ta đột ngột quay lại và chém một nhát vào thanh kiếm phía sau. Bùm! Đường kiếm quang vỡ vụn, nữ kiếm tu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng. Người ra tay là Diệp Thanh Thanh, vết thương đã hồi phục rất nhiều. Sau một kiếm chém lui nữ kiếm tu, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhảy lên, kéo Diệp Quân, hóa thành một đạo kiếm quang quét thẳng về phía chân trời. Mà vào lúc này, một đạo kim quang bỗng nhiên từ đằng xa bộc phát ra, hướng thẳng về phía hai người Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh đột nhiên buông tay, chỉ vào chuôi kiếm. Cùng với tiếng kiếm vang lên, thanh kiếm trước mặt bà ấy biến thành một đạo kiếm quang và bay ra ngoài. Bùm! Kim quang kịch liệt chấn động, sau đó tách ra, cuối cùng vỡ tan. Diệp Thanh Thanh tay trái nắm lấy Diệp Quân và quay người, hướng về phía chân trời, tay phải khẽ nâng lên, thanh kiếm ở phía xa hóa thành đạo kiếm quang bay vào tay bà ấy. Bàn tay ngọc ngà cầm kiếm bỗng chém về phía trước một nhát, thời không tuế nguyệt xuất hiện, sau đó bà ấy mang theo Diệp Quân vào đó, biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Sắc mặt nữ kiếm tu cực kỳ khó coi, vết thương của bà ta còn chưa hồi phục, đuổi theo. Vừa dứt lời, bà ta đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang lao ra ngoài. Những cường giả còn lại theo sát phía sau. Trong tuế nguyệt trường hà, Diệp Thanh Thanh dẫn Diệp Quân ngược dòng tuế nguyệt đi lên, có lẽ là bởi vì vết thương của bà ấy còn chưa hoàn toàn bình phục, sắc mặt hơi tái nhợt. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân ở bên cạnh, lúc này, cánh tay phải của Diệp Quân đã bị mất, toàn thân hắn bị xé nát, đó không phải là những vết thương bình thường nữa. Sắc mặt Diệp Thanh Thanh trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát ý lạnh như băng, bà ấy hít sâu một hơi, sau đó nói, phải trị thương cho con trước. Nói rồi, cây thần tự nhiên bay ra từ giữa lông mày của bà ấy, rồi cắm sâu vào lông mày của Diệp Quân. Diệp Quân lắc đầu, cô, vết thương của người. Diệp Thanh Thanh liếc hắn một cái, ta không sao. Diệp Quân còn muốn nói thêm, nhưng Diệp Thanh Thanh lại nhướng mày, đừng lại nhảy nữa, mau chữa thương đi. Nói xong, bà ấy ném Diệp Quân vào trong tiểu tháp. Chữa thương, tất nhiên phải vào tiểu tháp. Trong tiểu tháp, Diệp Quân lặng lẽ nằm, để cây thần tự nhiên phục hồi cơ thể tàn tật của mình. Diệp Quân đột nhiên nhẹ giọng nói, Thiên Thiên. Không có ai trả lời. Diệp Quân trong lòng hoảng sợ, vội vàng nói, Thiên Thiên. Một lúc sau, giọng nói của Ngao Thiên Thiên mới vang lên, ơi. Nghe vậy, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng lấy ra rất nhiều linh nguyên và bắt đầu nuốt chửng chúng, sau đó nhờ cây thần tự nhiên chữa lành vết thương cho mình và Ngao Thiên Thiên. Với sự chữa trị của cây thần tự nhiên, vết thương của hắn và Ngao Thiên Thiên bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Trong thời gian chữa bệnh của cây thần tự nhiên, Diệp Quân đã suy nghĩ rất sâu. Hắn biết rằng nếu tiếp tục thế này, hắn và Diệp Thanh Thanh sẽ bị đám tuế nguyệt nghịch lưu giả bám theo đến chết. Viện binh. Diệp Quân đột nhiên lo lắng, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên. Lúc đầu, hắn tương đối yên tâm về chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên, nhưng mấy ngày nay nhìn thấy đám tuế nguyệt nghịch lưu giả càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, hắn thật sự lo lắng. Kẻ thù lần này khác với trước đây. Đặc biệt là người phụ nữ mặc áo choàng trắng của quá khứ tông. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân đột nhiên nhíu mày, chủ nhân bút đại đạo đã đi đâu rồi? Còn quân tiếp viện thì sao? Tên này không phải thấy tình thế không ổn nên bỏ chạy rồi đấy chứ? Diệp Quân lắc đầu thở dài, cô Diệp Thanh Thanh trước đó đã nói rằng sẽ có người đến tương trợ,
nhưng đến bây giờ cũng chưa xuất hiện, e là cũng đã bị đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả cản lại rồi. Hắn còn không biết quá khứ tông phái đi bao nhiêu tên Tuế Nguyệt nghịch lưu giả nữa. Nhưng có thể tưởng tượng ra nhất định là rất nhiều, hơn nữa bọn họ rất mạnh, có thể ngăn cản tất cả cường giả của vũ trụ quan huyên cùng chân vũ trụ, tuyệt đối không phải cường giả bình thường có thể làm được. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Diệp Quân hơi sửng sốt. Diệp Thanh Thanh nói, chúng ta hiện đang ở một thế giới không xác định, nhất thời họ sẽ không thể tìm thấy chúng ta. Nhưng, nhóm người này không đơn giản, chúng ta sẽ không thể trốn lâu đâu. Vừa nói, bà ấy vừa nhìn thoáng qua thân thể Diệp Quân, sau đó nói, con khôi phục thế nào rồi? Diệp Quân nói, khôi phục một nửa. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Quân xòe bàn tay ra, cây thần tự nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhíu mày, con muốn làm gì? Diệp Quân nói, ba người chúng ta có thể cùng nhau sử dụng cây tự nhiên này để chữa trị. Vừa nói, hắn thúc giục cây thần tự nhiên, nó liền phóng ra ánh sáng xanh bao phủ hắn cùng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu hấp thụ năng lượng của cây thần tự nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân vừa định nói chuyện, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, bọn họ còn có nhiều cường giả đang tới nữa. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân lập tức trầm xuống, hỏi, người của chúng ta đâu? Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quân, chắc là không còn ai nữa rồi. Diệp Quân trầm giọng nói, chủ nhân bút đại đạo. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, ta sợ ông ta cũng đã có chuyện, ông ta có thể tra ra, nữ nhân kia cũng có thể. Diệp Quân khẽ nhíu mày, người mặc áo bào trắng ư. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, chủ nhân bút đại đạo khi đối đầu với người khác còn có phần thắng, chứ trước người phụ nữ này. Diệp Thanh Thanh nói, chúng ta phải nghĩ cách quay trở lại vũ trụ quan huyên, tụ hội với đám đồ. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, chỉ ba người chúng ta sao? Diệp Thanh Thanh gật đầu, ừ. Diệp Quân im lặng. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, không có lòng tin à. Diệp Quân nói, bọn họ còn có viện binh. Diệp Thanh Thanh im lặng. Lần này bà ấy có thể ra mặt trợ giúp là bởi vì trước đó bà ấy đều ở trong bóng tối âm thầm trợ giúp, không lộ diện, nếu không đã bị cường giả đỉnh cấp chặn lại rồi. Đối phương muốn giết Diệp Quân. Diệp Quân nói, nếu con là người phụ nữ đó, con chắc chắn sẽ nghĩ về việc chúng ta có quay lại hay không. Diệp Thanh Thanh hơi nheo mắt lại, ý của con là, bây giờ trở về là đúng ý của người phụ nữ kia. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, cho nên. Nói xong, cả hai nhìn nhau và mỉm cười. Cùng một suy nghĩ. Không quay lại. Tiếp tục đi ngược dòng Tuế Nguyệt. Ngược dòng Tuế Nguyệt. Diệp Quân hiểu rõ, hiện tại hắn nhất định không thể quay đầu. Trên đường trở về nhất định sẽ có nhiều cường giả hơn. Cho nên hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là đi ngược dòng Tuế Nguyệt. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào Diệp Quân trước mặt, con có biết điều này có nghĩa là gì không? Diệp Quân gật đầu, con biết. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân, có nghĩa là gì? Diệp Quân trầm giọng nói, con hiện tại đang ở vào bước đường cùng, thuận dòng thì chết chắc, ngược dòng thì còn có con đường sống, cho nên, con lựa chọn nghịch, lấy chiến ngừng chiến. Nói đến đây. Hắn đột nhiên đứng lên, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy chiến ý, mặc dù lúc này là ở bước đường cùng, nhưng đối với con mà nói, chẳng phải là một cơ hội sao. Ông nội và cha con đều đi lên trong nghịch cảnh, cuối cùng vô địch thiên hạ, con, Diệp Quân, cũng có thể làm được. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân tràn đầy ý chí chiến đấu trước mặt, trên khuôn mặt lạnh lùng bất giác hiện lên một nụ cười, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Nhiều người khi gặp nghịch cảnh hoặc tự mình buông xuôi hoặc đổ lỗi cho người khác. Nhưng người thanh niên trước mặt bà ấy lại coi nghịch cảnh trước mắt là cơ hội, phải nói điều này khiến bà ấy hơi kinh ngạc. Trái tim của cường giả. Trên đời này, người tài cũng nhiều, nhưng không mấy ai có được trái tim của cường giả cả. Và trên con đường võ đạo rộng lớn này, nếu không có trái tim của cường giả, làm sao có thể đi lên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tất cả các ngọn núi nhỏ kia. Ở một bên, Diệp Quân ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ về tình huống mà hắn đang gặp phải bây giờ. Ngược dòng nguyệt tuế. Nếu đã lựa chọn ngược dòng nguyệt tuế,
đối với hắn mà nói, cũng giống như đối mặt với sóng gió, nếu thành công sẽ có thể cưỡi sóng leo lên một tầng cao hơn, nếu thất bại, đương nhiên sẽ bị những con sóng nhấn chìm, vạn kiếp cũng không trở lại được. Lấy chiến nuôi chiến, nhất định phải có chiến lược, không thể liều lĩnh. Nhìn Diệp Quân trầm mặc trầm tư, Diệp Thanh Thanh hỏi, con đang suy nghĩ gì vậy? Diệp Quân, nghĩ xem nếu con là Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, con sẽ làm gì? Trong mắt Diệp Thanh Thanh hiện lên một tia hứng thú, nói cho ta biết đi. Diệp Quân trầm giọng nói, lần này nếu như gặp lại, bọn chúng nhất định sẽ cho người khống chế cô, sau đó dùng toàn lực giết con. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, bọn chúng sẽ không tái phạm sai lầm đâu. Diệp Quân, nếu là chiến đấu nhóm, người vẫn có thể đối phó với họ, thậm chí phá vây. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, ta không thể phá vây. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, nếu là lúc bắt đầu, có lẽ còn có thể, hoặc ta không mang con theo, cũng có thể, vì dù sao mục tiêu thực sự của họ là con. Nhưng nếu mang con theo, họ nhất định sẽ làm mọi cách để ngăn cản ta, nếu như hiện tại chỉ có những người đó, chúng ta không phải không sức đánh lại, nhưng bọn chúng nhất định phải có cường giả giúp đỡ. Diệp Quân cười nhạt. Thực ra hắn biết nếu không có hắn ở bên, với thực lực của cô trước mặt, những người bên ngoài thật sự không ngăn được bà ấy. Lúc trước bà ấy bị thương là vì giết người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, nếu không mang theo hắn, những người bên ngoài kia cũng không liên quan gì đến bà ấy cả. Thực lực hiện tại của hắn còn chưa đủ, nếu không phải có Thiên Thiên trợ giúp, thực lực của hắn còn kém xa nữ kiếm tu kia. Diệp Thanh Thanh đột nhiên hỏi, có đối sách gì không? Diệp Quân, tạm thời vừa đánh vừa trốn. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, chờ đợi câu tiếp theo. Diệp Quân tiếp tục nói, trong đám người Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, mạnh nhất là hai người đàn ông mặc áo bào đen, nữ kiếm tu và người đàn ông cầm cổ kính. Trong đó, người đàn ông cầm cổ kính là mạnh nhất. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, chúng ta trước tiên cùng nhau đánh lén, giết chết người này, coi như không giết được hắn. Cũng nhất định phải làm cho hắn mất đi sức chiến đấu. Diệp Thanh Thanh nhìn thẳng Diệp Quân, đánh lén như nào? Diệp Quân nói, con sẽ làm mồi nhử. Diệp Thanh Thanh hơi híp mắt, ta đánh lén. Diệp Quân gật đầu, bọn họ nhìn thấy con, nhất định sẽ điên cuồng lao đến giết con, đặc biệt là nữ kiếm tu cùng hai tên đàn ông áo đen kia, còn tên đàn ông cầm cổ kính kia cũng sẽ khởi động thần khí để đối phó với con. Lúc này mọi người đều chú ý tới con. Nếu như cô ra tay, rất có khả năng sẽ giết chết được người đàn ông kia. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân, con sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Quân cười nói, bây giờ con đã gặp nguy hiểm rồi. Khóe miệng Diệp Thanh Thanh hơi nhếch lên, được. Diệp Quân nói, trị thương trước đã. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu hấp thụ năng lượng do cây thần tự nhiên tiết ra. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, cũng tiếp tục trị thương. Vì có tiểu tháp, nên khi hai người ra khỏi tháp, bên ngoài mới trôi qua chưa đầy nửa giờ. Nhưng vào lúc này, cả hai đều đã hoàn toàn hồi phục. Đúng lúc này, một loạt uy áp đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở bầu trời trên đầu bọn họ. Đến rồi. Diệp Quân nhíu mày, đến nhanh thật đấy. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn bầu trời, đến quá nhanh, còn phải cẩn thận. Nói xong, bà ấy biến mất tại chỗ, ẩn nấp đi. Diệp Thanh Thanh biến mất không bao lâu sau, bầu trời nứt toác ra, uy áp đáng sợ trút xuống xối xả như mưa, thế giới này căn bản là không chịu nổi nhiều uy áp đáng sợ như vậy, lập tức bắt đầu trở nên hư ảo, cực kỳ đáng sợ. Đánh hội đồng. Dưới cái nhìn của Diệp Quân, một nhóm người từ từ đi ra, người dẫn đầu là nữ kiếm tu, cổ kính đế quân và hai tôn thiên địa. Nhìn thấy những người này, Diệp Quân lập tức run rẩy như con mèo đang sợ hãi. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó xoay người cầm kiếm bỏ chạy. Đương nhiên, hắn không thể cứ như vậy đứng ở nơi đó ung dung như không, bởi vì như vậy, những người này nhất định sẽ đề cao cảnh giác, dù sao bọn họ cũng không ngu ngốc. Nhìn thấy Diệp Quân xoay người bỏ chạy, trong mắt bọn người nữ kiếm tu lộ ra vẻ trầm mặc, bọn chúng cũng không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo Diệp Quân. Ở phía xa, Diệp Quân huy động hai luồng sức mạnh huyết mạch. Tăng tốc độ của mình lên cực hạn, trong quá trình chạy nước rút của hắn, thời không đều bị chôn vùi từng khúc một ở bất cứ nơi nào hắn đi qua. Tốc độ thật sự quá nhanh. Nhìn thấy Diệp Quân điên cuồng bỏ chạy,
đám nữ kiếm tu lập tức đuổi theo hắn giáo giết hơn. Đúng lúc này, Diệp Quân ở phía xa đột nhiên tung một kiếm đột phá mở thời không, muốn chạy trốn vào thời không tuế nguyệt, nhưng vào lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên từ thời không vừa mới phá vỡ bắn ra. Diệp Quân hơi nheo mắt lại, chặn ngang thanh kiếm. Bùm! Sức mạnh cường đại trong nháy mắt khiến hắn bay ra ngoài ngàn trượng, vừa mới dừng lại, mảnh thời phía sau không chịu không nổi sức mạnh cường đại đó, đã trực tiếp sụp đổ. Người ra tay là Đệ Nhất Phong, lúc này vết thương của ông ta đã hoàn toàn bình phục, người đứng bên cạnh ông ta chính là Đệ Nhất Lâu. Đệ Nhất Phong nhìn Diệp Quân đang rút lui và chế nhạo, muốn chạy trốn à? Nằm mơ đi! Xa xa, Diệp Quân vừa mới dừng lại. Đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh cường đại từ phía sau truyền đến. Hắn đột ngột quay lại, một thanh kiếm khổng lồ đang hướng thẳng về phía hắn. Diệp Quân hơi híp mắt, cử động cổ tay, tung ra một kiếm. Bùm! Đường kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân trong nháy mắt bị đánh bay. Mà ngay lúc hắn bay ra ngoài, cổ kính đế quân đột nhiên giơ cao tiên thiên cổ kính lên, niệm chú ngữ, nguồn lực khủng bố lập tức xuất hiện. Lao thẳng đến Diệp Quân đang ở phía xa. Nhưng vào lúc này, cổ kính đế quân tựa hồ cảm giác được cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, đột nhiên xoay người lại, vừa mới vừa xoay người, một kiếm đã lặng lẽ lao đến. Cổ kính đế quân kinh hãi, theo bản năng dùng tiên thiên cổ kính chặn trước mặt. Bùm! Đường kiếm quang đột nhiên nổ tung, sức mạnh cường đại trong nháy mắt đã đánh bay cổ kính đế quân ra ngoài. Mà lúc ông ta bay ra, trong nháy mắt, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhảy lên, cầm kiếm, lại một lần nữa vung kiếm, lập tức, vô số kiếm quang như biển, trực tiếp nhấn chìm cổ kính đế quân. Sự thay đổi đột ngột này đã khiến cả đám người này biến sắc. Nữ kiếm tu đang định đuổi theo Diệp Quân, nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt tái đi, không chút do dự xoay người lao thẳng về phía biển kiếm. Lúc này bà ta mới hiểu, Diệp Quân xuất hiện làm mồi nhử. Nếu như để cho người phụ nữ váy đen kia giết chết cổ kính đế quân, tình thế sẽ rất bất lợi cho bọn họ. Bởi vì hiện tại bọn họ có thể trấn áp Diệp Quân đều là nhờ có mấy người phối hợp, nếu như thiếu đi một người, thì bà ta và hai vị thiên tôn, địa tôn kia sẽ khó mà trấn áp được người phụ nữ váy đen, thậm chí còn có thể bị giết ngược lại. Hai người này, người kia còn giỏi hơn người này. Cho nên, tuyệt đối không được để người phụ nữ váy đen giết cổ kính đế quân. Mà ngay tại lúc bà ta lao tới biển kiếm đột nhiên nổ tung, vạn đạo kiếm quang bắn ra xung quanh, nữ kiếm tu vừa mới xông tới đã bị chấn động lui về phía sau. Mà vào lúc này, một cái đầu lâu đầy máu đột nhiên bay ra, hướng thẳng đến chỗ nữ kiếm tu. Nữ kiếm tu chém xuống, cái đầu đầy máu đó bị đập thành từng mảnh. Đó là đầu của cổ kính đế quân. Nhìn thấy cảnh này, đám tuế nguyệt nghịch lưu giả đều vô cùng hoảng loạn. Bị giết rồi. Nữ kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, châm chọc nói, đám cường giả đẳng cấp như ngươi mà cũng chơi đánh lén à. Diệp Thanh Thanh liếc xéo nữ kiếm tu, vẻ mặt khinh thường, trăm người đánh hai chúng ta, ngươi còn có mặt mũi nói những lời vô sỉ như vậy à. Khuôn mặt của nữ kiếm sĩ cực kỳ khó coi. Diệp Thanh Thanh lại nói, đến đi, chúng ta một chọi một, quang minh chính đại, có dám không? Nữ kiếm tu hơi híp mắt, bên ta nhiều người, vì sao phải một chọi một với ngươi? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, trên mặt tràn đầy khinh thường, cũng chỉ được cái to mồm thôi. Nữ kiếm tu cả giận, khinh người. Diệp Thanh Thanh nhìn nữ kiếm tu, nhướng mày, to mồm, chỉ được cái to mồm, ta bảo ngươi chỉ được cái to mồm đấy, làm sao, không chịu thì đến đánh ta đi này. Diệp Quân, nữ kiếm sĩ tu xinh đẹp đột nhiên trở nên dữ tợn. Cầm cự kiếm trong tay xông về phía Diệp Thanh Thanh, đồng thời ra lệnh, lên. Nghe được lời nữ kiếm tu, đám tuế nguyệt nghịch lưu giả ở đó đồng loạt lao về phía Diệp Thanh Thanh. Đương nhiên, bà ta sẽ không một chọi một với Diệp Thanh Thanh, bởi vì nếu là một chọi một, bà ta gần như không có phần thắng. Vì vậy, bà ta sẽ chọn đánh hội đồng. Thấy nữ kiếm tu lựa chọn đánh hội đồng, khóe miệng Diệp Thanh Thanh lộ ra vẻ khinh thường, lần này bà ấy không hề ham chiến. Thân thể run lên, hóa thành một đạo kiếm quang, xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân ngay lập tức bước vào tiểu tháp, bà ấy mang theo tiểu tháp, biến thành một đạo kiếm quang, biến mất ở cuối chân trời. Không ham chiến. Bây giờ chiến lược của họ rất rõ ràng, kiên quyết không ham chiến,
chỉ đánh lén. Các ngươi đánh hội đồng thì chúng ta chơi bẩn. Thấy Diệp Thanh Thanh không ham chiến, mà cùng Diệp Quân chạy trốn, sắc mặt nữ kiếm tu lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đám người định đuổi theo, nhưng bà ta đã ngăn họ lại. Nữ kiếm tu nhìn về phía cuối trời, bọn họ bao lâu nữa sẽ tới. Cách đó không xa, một lão già trầm giọng nói, nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Nữ kiếm tu hít mắt, quá chậm. Nói xong, bà ta từ từ nhắm mắt lại. Lúc này, trong lòng bà ta đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực. Bà ta giao chiến với Diệp Thanh Thanh mấy lần, thực lực của người phụ nữ này làm cho bà ta có chút tuyệt vọng. Trước dựa vào cổ kính đế quân cùng tiên thiên cổ kính, bà ta mới miễn cưỡng có thể khắc chế Diệp Thanh Thanh. Nhưng hiện tại, cổ kính đế quân đã bị giết, Diệp Thanh Thanh cũng không còn đối đầu trực diện nữa, mà chọn dở trò. Cường giả cấp độ này dở trò, rất đáng sợ. Kiếm tu biến thành thích khách. Vốn dĩ, quyền chủ động nằm trong tay bọn họ, nhưng hiện tại, quyền chủ động lại nằm trong tay hai người Diệp Thanh Thanh. Sắc mặt của tất cả các tuế nguyệt nghịch lưu giả ở đó đều vô cùng âm trầm. Trên đường đến, bọn họ đã mất đi quá nhiều cường giả. Nữ kiếm tu áo đen kia quả thực đáng sợ, thực lực của Diệp Quân trong khoảng thời gian này cũng tiến bộ nhảy vọt. Lúc này, nữ kiếm tu đột nhiên nói, tông chủ nói thế nào? Một người đàn ông áo đen xuất hiện bên cạnh nữ kiếm tu, trầm giọng nói, tông chủ ban lệnh truy nã, ai giết được Diệp Quân, sẽ có được ba đạo tổ nguyên. Lệnh truy nã tuế nguyệt. Nghe được lời nói của người áo đen, nữ kiếm tu sửng sốt một chút, tựa hồ không chắc chắn, lại hỏi, lệnh truy nã tuế nguyệt. Người áo đen gật đầu, đúng vậy, lệnh truy nã đã được truyền khắp tuế nguyệt rồi. Nữ kiếm tu hơi híp mắt, ba đạo tổ nguyên. Không thể không nói cái phần thưởng này đã kích động được bà ta. Tổ nguyên không chỉ có thể cải thiện đáng kể tu vi mà còn có thể tăng tuổi thọ. Và điều mà những người này thiếu nhất chính là tuổi thọ. Tổ nguyên hiện là thần vật duy nhất có thể tăng tuổi thọ của họ. Những người bên cạnh nghe được lời người áo đen nói, ánh mắt lập tức nóng lên, hiển nhiên bọn họ cũng muốn có tổ nguyên. Điều này có thể làm tăng đáng kể tuổi thọ của họ. Bọn họ liều mạng như vậy là vì cái gì, chính là để có thể tiếp tục sống. Nữ kiếm tu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nhẹ giọng nói, chắc là lão quái vật sắp xuất thế rồi. Tổ nguyên. Không ai có thể từ chối sự cám dỗ này. Lúc này, đột nhiên có người hỏi, không đuổi theo, bọn hắn có đào tẩu không? Nữ kiếm sư bình tĩnh, có người đang để mắt đến bọn họ. Người đàn ông có chút lo lắng, nói, nếu như bọn họ quay lại. Nữ kiếm tu cười lạnh một tiếng, bọn họ không thể quay lại. Trong tuế nguyệt trường hà. Diệp Thanh Thanh dẫn Diệp Quân ngược dòng, qua một lúc, bà ấy dừng lại, lúc này, Diệp Quân xuất hiện ở bên cạnh bà ấy. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, không hề đuổi theo. Diệp Quân nói, sợ rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quân suy nghĩ một chút, nói, bọn chúng bây giờ ít người như vậy, chắc chắn là không dám đuổi theo chúng ta, bọn chúng sẽ chờ viện binh tới. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhìn xung quanh một chút, híp mắt lại. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, có người đang nhìn. Diệp Quân, có thể giết đối phương không? Cảm nhận một hồi, Diệp Thanh Thanh lắc lắc đầu, đối phương cách chúng ta rất xa. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, nếu như không thể giải quyết được đối phương, có nghĩa hành tung của bọn họ đã bị đối phương giám sát. Diệp Thanh Thanh lúc này dường như cảm nhận được điều gì đó, bà ấy đột nhiên quay lại và chém xuống một kiếm, bức tường thời không tuế nguyệt bị xé toạc. Bà ấy trực tiếp dẫn Diệp Quân vào trong vết nứt. Trong khoảnh khắc, Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh xuất hiện trong một biển mây. Diệp Quân nhìn xung quanh, những đám mây xung quanh giống như biển, trải dài mênh mông. Diệp Thanh Thanh nói, đi thôi. Nói xong, bà ấy mang theo Diệp Quân biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, hai người đi tới một mảnh tinh không, trước mặt cách xa ngàn thước có một thần điện. Thần điện cực lớn. Trước cửa có một cột đá duy nhất cao trăm ngàn thước, sừng sững giữa tinh không, giống như con thú khổng lồ đứng đó, cực kỳ uy nghiêm hùng vĩ. Toàn bộ thần điện toát lên một không khí cổ kính và hoang vắng. Diệp Quân nhìn thần điện trước mặt và khá sốc. Diệp Thanh Thanh nói, đi, xem qua một chút. Nói rồi hai người đi tới cửa thần điện cao vạn trượng, đứng trước cửa thần điện, hai người như hạt bụi không đáng kể. Diệp Quân nhìn cánh cổng.
Cánh cổng được làm bằng chất liệu kim loại không rõ nguồn gốc, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, bên trong ẩn chứa một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Hai bên cánh cổng đều có phù văn màu máu, dài ngàn thước, phù văn này tựa hồ là do máu tươi ngưng kết lại, rất kỳ quái. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua cánh cửa trước mặt, sau đó vung tay áo, một luồng kiếm khí tuôn ra, trong nháy mắt, cánh cửa trực tiếp bị mở ra. Hai người tiến vào chính điện, vừa bước vào chính điện, liền có một loại cảm giác trống rỗng bao phủ lấy. Toàn bộ đại điện trống trải vô cùng, dài rộng mấy vạn trượng, hai bên đại điện có 12 cây cột khổng lồ chống đỡ bầu trời, mỗi một cây cột sắt đều cao vạn trượng, rộng gần ngàn trượng, trông vô cùng hùng vĩ. Diệp Quân nhìn một chút, phát hiện giữa những cột sắt này có đều một người đàn ông thần bí cầm thương, những người đàn ông thần bí này nhắm mắt, đội mũ sắt, mặc chiến giáp hoàng kim, tỏa ra luồng khí tức thần bí. Mà những cây cột sắt này, đều có phù văn kỳ dị màu đỏ như máu bao phủ, dày đặc, tựa hồ đang phong ấn thứ gì đó. Diệp Quân nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, đây hẳn là một nền văn minh bị phong ấn. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, bà ấy rời ánh mắt khỏi những cột đá kia, sau đó nhìn về phương xa, cách đó mấy trăm mét, có một cái ngai vàng với một thanh kiếm bản rộng ở đằng sau. Nhìn thanh kiếm khổng lồ trước mặt, Diệp Thanh Thanh khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Diệp Quân cũng nhìn chiếc ngai vàng, vừa định nói chuyện, trên ngai vàng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này mặc trường bào, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt yếu ớt. Người đàn ông nhìn Diệp Thanh Thanh, ông ta nhíu mày, có chút không vui nói, lại tới quấy rầy bản đế quân. Vừa dứt lời, một luồng khí đáng sợ hướng đến nghiền ép Diệp Thanh Thanh. Nhìn thấy người đàn ông trực tiếp công kích, Diệp Thanh Thanh trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, bà ấy dùng ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào chuôi kiếm, kiếm ra khỏi vỏ. Keng! Với tiếng kiếm vang lên. Khí thế của người đàn ông ngay lập tức bị thanh kiếm xé nát. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt người đàn ông hiện lên một tia kinh ngạc, lại là kiếm tu. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng liếc người đàn ông một cái, đang định ra tay, nhưng vào lúc này, người đàn ông đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Diệp Quân bên cạnh, ngẩn người, cậu. Thấy người đàn ông trung niên như vậy, Diệp Quân nhíu mày, ông biết ta. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Quân, cậu tên là Diệp Quân. Diệp Quân sửng sốt một chút, ngạc nhiên, ông biết ta. Hắn không ngờ rằng người đàn ông trước mặt mình thực sự biết hắn. Mình nổi tiếng vậy sao? Nghe thấy Diệp Quân thừa nhận, vẻ mặt của người đàn ông trung niên lập tức trở nên phức tạp, người này hóa ra lại là cháu trai của người đàn ông mặc áo xanh. Tên này thực sự đã đến đây rồi. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc rồi nói, cậu Diệp, xin chào, ta tên là Nam Chủ. Người ngoài gọi ta là Nam Chủ Đế Quân, cũng là chủ nhân của thần điện Nam Minh này. Diệp Quân có chút khó hiểu, tiền bối biết ta. Người đàn ông trung niên cười nói, đây là lần đầu tiên ta gặp cậu, nhưng ta biết ông nội của cậu. Ông nội. Diệp Quân nghe vậy, có chút sửng sốt, ông biết ông nội ta. Người đàn ông trung niên cười nói, đúng đúng đúng, ông nội của cậu đã từng tới đây, ta và ông ấy. Vừa quen đã thân. Chúng ta là bạn tốt. Bạn tốt. Diệp Quân chớp chớp mắt, không nói gì. Hắn thực sự bất ngờ. Ông nội thực sự đã đến đây. Chỉ là hắn có chút khó hiểu, ông nội tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ tới khiêu chiến với cao thủ? Diệp Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi tiền bối, ngoại trừ ông nội của ta, còn có ai khác không? Nam chủ cười nói, còn có một vị kiếm tu mặc áo bào màu mây. Nói rồi. Ông ta dừng một chút, sau đó nói, chúng ta cũng là bạn tốt. Diệp Quân chớp chớp mắt, sau đó ôm quyền khẽ cười, không ngờ tiền bối lại là bạn tốt với ông nội ta, vậy thì tiền bối cũng là người một nhà rồi. Nam chủ vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Diệp Quân đột nhiên thấp giọng thở dài, vẻ mặt phiền muộn. Thấy vậy, nam chủ có chút khó hiểu, sao vậy? Diệp Quân do dự, có vẻ như rất khó nói. Nam chủ cười nói, cậu gặp khó khăn gì à? Diệp Quân gật đầu, tiền bối, nói thật, hai người chúng tôi đã chạy trốn đến đây. Nam chủ cau mày, có người đuổi theo cậu. Diệp Quân nói, đúng vậy, bên ngoài, có mấy tên tuế nguyệt nghịch lưu giả đuổi giết ta. Mấy tên? Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, nhưng không nói gì. Sắc mặt nam chủ nhất thời lạnh xuống,
dám truy sát cháu trai của bạn ta, to gan thật. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ. Thấy vậy, Diệp Quân vội vàng nói, sẽ không phiền tiền bối đấy chứ. Nam chủ có chút không vui, cậu nói cái gì vậy? Chúng ta đã là người một nhà, gì mà phiền phức. Dám truy sát cháu trai của bạn cũ ta, đúng là chán sống rồi, cậu chờ ở đây đi, ta sẽ đem đầu của mấy tên đó tới. Nói xong, ông ta bước ra ngoài. Diệp Quân do dự một chút, sau đó nhắc nhở tiền bối, bọn hắn rất lợi hại. Nam chủ cười nói, yên tâm, ta cũng rất mạnh, cậu chờ một chút, ta đi rồi sẽ về ngay. Nói xong, thân hình ông ta run lên, lao vọt ra khỏi sảnh. Nhưng rất nhanh, ông ta lại từ ngoài đại sảnh đi vào, lúc này nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, giọng nói run run, cậu nói chỉ có mấy người sao? Diệp Quân, vài người. Nam chủ lúc này tê liệt. Khi ông ta đi ra ngoài, liền nhìn thấy mấy trăm người, hơn nữa đều là tuế nguyệt nghịch lưu giả đỉnh cấp, đặc biệt là mấy người cầm đầu, khí tức còn mạnh hơn. Mấy trăm người mà hắn lại nói là mấy người. Nam chủ hoàn toàn tê liệt. Diệp Quân trầm giọng nói, bọn chúng có bao nhiêu người? Nam chủ nhìn về phía Diệp Quân, mấy trăm người. Khóe miệng Diệp Quân khẽ giật một cái, nhưng không nói gì. Nam chủ liếc mắt nhìn Diệp Quân, có chút khó hiểu tại sao lại có nhiều tuế nguyệt nghịch lưu giả muốn giết cậu vậy. Diệp Quân liền giải thích tường tận vấn đề cho nam chủ. Đương nhiên, hắn rất muốn lôi kéo người trước mắt, thực lực của người này chắc chắn không hề yếu hơn nữ kiếm tu kia, nếu có thể lôi kéo được ông ta, đối với hắn mà nói chính là một trợ thủ đắc lực. Vì vậy, hắn không hề giấu giếm. Trước mặt một cường giả thực sự, bày trò bịp bợm là sỉ nhục chỉ số thông minh của người ta, sẽ chỉ bị họ ghét bỏ, tất cả những gì hắn phải làm là nói hết sự thật cho đối phương, cuối cùng để đối phương đưa ra lựa chọn. Hãy chân thành, đừng lươn lẹo. Sau khi nghe Diệp Quân nói xong, sắc mặt nam chủ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Quá khứ tông. Dĩ nhiên là ông ta biết tông môn này, đây là tông môn mạnh nhất tuế nguyệt Trường Hà bây giờ. Đặc biệt là tông chủ quá khứ tông, là một kẻ đáng sợ đã vượt qua đại đạo, nói sao làm vậy, giết người chỉ bằng một lời nói. Nhưng bây giờ, quá khứ tông lại mang theo vô số tuế nguyệt nghịch lưu giả để lật đổ trật tự của chân thần, điều này đối với ông ta mà nói là chuyện tốt, bởi vì tuổi thọ của ông ta sắp hết. Tuy nhiên, đối thủ này lại là Diệp Quân. Diệp Quân, sau lưng tên này không chỉ có hai vị tuyệt thế kiếm tu, còn có chân thần, còn có chủ nhân bút đại đạo. Hai bên đều là những lão đại. Khó. Nam chủ đứng tại chỗ, im lặng. Bản thân có nên chọn phe không? Thành thật mà nói, ông ta có chút do dự. Bởi vì cả hai bên đều là lão đại, nếu chọn sai thì chỉ có nước ăn cám. Nhưng nếu không chọn phe, thì đến lúc đó sẽ không được lợi ích gì. Khó xử. Nam chủ đi đi lại lại, cau mày. Diệp Quân đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta là người một nhà. Người một nhà. Nam chủ nhìn Diệp Quân, Diệp Quân khẽ hành lễ rồi nói, xin hãy giúp ta thiết lập trật tự của đại đạo, tạo hòa bình cho muôn đời. Nam chủ nhìn chằm chằm Diệp Quân, nếu trật tự đại đạo được thiết lập. Diệp Quân lập tức nói, đại đạo bất diệt, tiền bối bất tử. Nam chủ hơi híp mắt, thật sao? Diệp Quân gật đầu, thật. Nam chủ nhìn Diệp Quân một lúc, sau đó đột nhiên nói, cậu muốn ta làm gì? Nghe vậy, trong lòng Diệp Quân lập tức thả lỏng, có người này gia nhập sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Diệp Quân trầm ngâm một lát, nói, không đánh lại. Nam chủ gật đầu. Nếu bây giờ Diệp Quân bảo ông ta đối đầu trực diện với đám tuế nguyệt nghịch lưu giả kia, ông ta chắc chắn sẽ không đứng về phía hắn. Bởi vì trong tình huống hiện tại, bọn họ đang ở thế bất lợi. Đối đầu trực diện, chỉ là một sự hy sinh vô ích. Diệp Quân đột nhiên nói, có cách nào rời khỏi nơi này không? Nam chủ gật đầu, có. Diệp Quân nhìn nam chủ, chúng ta rời đi đi. Nam chủ đột nhiên thét lớn, người đâu? Bùm! Đột nhiên, trên 12 cây cột đá, 12 cường giả áo giáp đen thần bí đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Ngay sau đó, 12 luồng khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ đại sảnh, cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Quân lập tức trở nên nghiêm túc, khí tức của 12 người này rất mạnh,
không hề yếu hơn đệ nhất phong và đệ nhất lâu trước đó, đương nhiên, bọn họ vẫn không bằng nữ kiếm tu và cổ kính đế quân kia. Nam chủ chậm rãi bước đến ngai vàng, đặt tay phải lên tay vịn của ngai vàng. Bùm! Một luồng sáng xanh rực rỡ đột nhiên phun ra từ ngai vàng, luồng sáng xanh rơi xuống trước mặt mọi người, hóa ra là một trận pháp dịch chuyển. Nam chủ nhìn về phía Diệp Quân, đây là trận pháp dịch chuyển dẫn đến Nam Minh Giới. Nam Minh Giới cách nơi này mấy tỷ năm, chúng ta có thể thông qua trận pháp này tạm thời tiết kiệm một chút thời gian. Diệp Quân xòe bàn tay ra, trong tay xuất hiện tiểu tháp, tiền bối, mọi người tiến vào tháp đi. Nam chủ liếc nhìn tiểu tháp trong tay Diệp Quân, không nói lời nào, trực tiếp dẫn 12 người bên cạnh tiến vào tiểu tháp. Sau khi tiến vào tiểu tháp, vẻ mặt của Nam chủ và những người khác đột nhiên thay đổi. Bên ngoài, Diệp Quân thu hồi tiểu tháp, trực tiếp dẫn Diệp Thanh Thanh đi vào trận pháp dịch chuyển. Ngay khi hai người tiến vào trận pháp dịch chuyển, cánh cửa đại sảnh phía xa đột nhiên vỡ vụn, sau đó, một người phụ nữ tay cầm kiếm khổng lồ chậm rãi đi vào. Diệp Quân nhìn người phụ nữ với thanh kiếm khổng lồ, hai người nhìn nhau. Nữ kiếm tu không làm gì cả, bà ta chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân cho đến khi Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh hoàn toàn biến mất. Sắc mặt hai người và đám cường giả ở phía sau nữ kiếm tu lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Lại trốn thoát. Thần sắc nữ kiếm tu cực kỳ bình tĩnh, bà ta nhìn trận pháp dịch chuyển biến mất phía xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chân vũ trụ. Lúc này trong chân vũ trụ, tất cả đại trận đều đã hoàn toàn kích hoạt, không chỉ có như vậy, tất cả đại quân đoàn của chân vũ trụ đều xông lên chân thần giới. Trên bầu trời phía trên chân vũ trụ, có hàng ngàn cường giả đứng đó, mỗi một cường giả đều tỏa ra khí tức nồng đậm, vượt xa mệnh vận đại đế bình thường. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, mặc hoa bào, để tóc dài xõa vai, với ánh mắt thờ ơ. Người này không ai khác chính là đệ nhất ung, siêu cường giả đứng thứ hai trong tộc đệ nhất. Hai người bọn họ bị bao vây bởi hàng ngàn xác chết trôi nổi trên bầu trời, một số đến từ chân vũ trụ. Một số là tuế nguyệt nghịch lưu giả, đương nhiên, phần nhiều là đến từ chân vũ trụ. Trong chân vũ trụ trước đây, không có tuế nguyệt nghịch lưu giả nào dám bước vào, bởi vì có chân thần, nhưng hiện tại, chân thần dùng thân thể của mình để trấn áp vũ trụ kiếp, vì vậy nơi này không còn là cấm địa của họ nữa. Ở phía đối diện của đệ nhất ung là đám người Tử Nhu, Bát Huyền. Đám Tử Nhu vào lúc này trông cực kỳ khó coi, bởi vì từ đầu đến giờ, chân vũ trụ sự đã trải qua mấy trăm lần tiến công, nhưng không ai trong số họ có thể làm gì được những tên tuế nguyệt nghịch lưu giả này. Những tên tuế nguyệt nghịch lưu giả này cũng chỉ vây họ lại mà không tấn công. Mục đích thực sự của họ là ngăn chặn người của chân vũ trụ đi giải cứu Diệp Quân. Đám Tử Nhu rõ ràng đã hiểu điều này nên họ không ngừng phản công, tuy nhiên, sau hàng trăm lần tiến công, họ cũng không thể làm gì đám tuế nguyệt nghịch lưu giả trước mặt. Tuy rằng có rất ít tuế nguyệt nghịch lưu giả, nhưng thực lực cá nhân của bọn họ thật sự là quá kinh khủng. Bên cạnh Tử Nhu, đôi mắt của Tử Thụ đầy lo lắng, Tiểu Nhu, huynh ấy sẽ ổn chứ? Tử Nhu không nói, nhưng trong mắt nàng ta hiện lên một tia lo lắng. Một lúc sau, Tử Nhu đột nhiên nói, giết! Lại xông lên! Rất nhanh, vô số cường giả chân vũ trụ lao về phía đám người tuế nguyệt nghịch lưu giả. Vũ trụ quan huyên! Chiến trường hư chân. Vào lúc này, vũ trụ quan huyên cũng như tại chiến trường hư chân. Người lãnh đạo không ai khác chính là An Nam Tịnh. Đối diện với họ, cũng có hàng ngàn tuế nguyệt nghịch lưu giả. Và người cầm đầu chính là tộc trưởng tộc đệ nhất Kình. Đệ nhất Kình nhìn An Nam Tịnh ở phía xa, trong mắt ông ta hiện lên một chút kinh ngạc và nghiêm trọng. Vốn tưởng rằng người ở vũ trụ hạ cấp sẽ yếu, nhưng sau khi tới đây, ông ta mới phát hiện, người nơi này mạnh kinh người. Ban đầu, bọn họ tổn thất rất nhiều ở chỗ này, tổn thất mấy chục cường giả, lại còn có ba người phá vòng vây xông ra. Nghĩ tới đây, sắc mặt ông ta trở nên âm trầm, có chút kiêng kỵ. Sức mạnh của ba người đó thực sự là kinh khủng. An Nam Tịnh ngẩng đầu nhìn sâu vào bầu trời đầy sao xa xôi, trong mắt cũng lộ ra một tia lo lắng. Đối thủ đến lần này rất khác thường. Ở một nơi nào đó trong thời không tuế nguyệt, có ba người đang điên cuồng chạy một đường, ngược dòng tuế nguyệt. Ba người này chính là Đồ, Thanh Nhi váy trắng, còn có Nhị Nha.
Khi biết tin Diệp Quân gặp nạn, An Nam Tịnh lập tức nhờ ba người phá vây để đi viện trợ Diệp Quân. Trên đường đi ba người như trẻ tre, chặt đầu nhiều tuế nguyệt nghịch lưu giả, ngược dòng tuế nguyệt mà lên. Nhưng vào lúc này, thời không tuế nguyệt đột nhiên vặn vẹo. Nhìn thấy vậy, trong mắt Đồ Cầm Đầu lóe lên một tia lạnh lùng, bà ấy giơ tay đâm ra một kiếm. Xoẹt! Với một ánh kiếm lóe lên, chém xuyên qua thời không tuế nguyệt. Lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên từ thời không tuế nguyệt đó bay ra. Bùm! Thanh kiếm đó buộc phải dừng lại đột ngột. Đồ chợt nhíu mày. Xa xa, tự nhiên xuất hiện hai người, một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, và một người phụ nữ mặc đồ đen xinh đẹp. Hai người này là Hách Liên Nguyên người hiện đang đứng thứ hai trong bảng tuế nguyệt và Hách Liên Xuân người đứng thứ ba trong bảng tuế nguyệt. Top 3 bảng tuế nguyệt. Ngoài ra, còn có hàng trăm cường giả tuế nguyệt nghịch lưu giả đỉnh cấp. Hách Liên Nguyên nhìn Đồ, ánh mắt lấp lóe, kiếm tu lợi hại như vậy, khó trách tông chủ muốn chúng ta đích thân tới, người bình thường ngăn không được ngươi. Ánh mắt Đồ bình tĩnh, hai người đi đi. Thiên Mệnh váy trắng không nói nhảm, mang theo Nhị Nha đi thẳng đến nơi xa. Hách Liên Nguyên hơi nheo mắt lại, đang định ngăn cản hai người, nhưng vào lúc này, Đồ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, lao đến chém giết bọn họ, kiếm khí mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ hai người. Một đấu hai. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong Đồ, đám Hách Liên Nguyên không dám bất cẩn, vội vàng đồng thời ra tay. Bùm! Một tiếng nổ vang, một đạo kiếm quang đột nhiên nổ tung, tất cả cường giả đồng thời lui về phía sau, nhưng ngay sau đó, Đồ lại hóa thành kiếm quang lao đến chém giết đám Hách Liên Nguyên. Điều này khiến hai người ban đầu đang đuổi theo hai người Thiên Mệnh váy trắng đã phải bỏ cuộc, chỉ có thể quay đầu lại tiếp chiêu của Đồ. Bùm! Chẳng mấy chốc, những tiếng chói tai đã vang vọng trong thời không tuế nguyệt. Đánh mãi, đám Hách Liên Nguyên trông ngày càng căng thẳng hơn, bởi vì họ phát hiện ra rằng nữ kiếm tu trước mặt họ mạnh hơn những gì họ tưởng tượng. Hai người họ hoàn toàn từ bỏ ý định đuổi theo Thiên Mệnh váy trắng và Nhị Nha. Thiên Mệnh váy trắng đã đưa Nhị Nha và Tiểu Bạch ngược dòng tuế nguyệt, lúc này bà ấy cũng có chút lo lắng. Mặc dù Diệp Thanh Thanh vẫn âm thầm bảo vệ Diệp Quân, nhưng kẻ thù lần này khác với trước đây, kẻ thù lần này mạnh hơn bao giờ hết. Diệp Thanh Thanh có thể bảo vệ Diệp Quân không? Nghĩ tới đây, Thiên Mệnh váy trắng không khỏi lại tăng tốc. Nhưng vào lúc này, thời không viễn siêu đột nhiên tách ra, sau một khắc, một đạo quyền ấn màu vàng quét tới. Thiên Mệnh váy trắng khẽ híp mắt, giơ tay muốn dùng kiếm chặt đứt. Bùm! Kiếm quang đột nhiên nổ tung ở trước mặt bà ấy. Thời không xung quanh trực tiếp bị hai luồng lực sôi trào vặn vẹo. Thiên Mệnh váy trắng nhìn về phía xa, ở cuối tầm nhìn của bà ấy, có một người đàn ông mặc áo dài chắp tay phải sau lưng, tỏa ra khí chất võ đạo mạnh mẽ. Cổ Võ, tổ tiên tiền nhiệm của cổ tộc Tuế Nguyệt, và sau lưng ông ta, có mấy trưởng lão thái thượng của cổ tộc Tuế Nguyệt. Tất cả họ đều là những cường giả đỉnh cấp. Cổ Võ nhìn chằm chằm vào Thiên Mệnh váy trắng, trong mắt ánh lên ý chí chiến đấu hừng hực. Thật là một đối thủ mạnh. Thiên Mệnh váy trắng liếc nhìn Cổ Võ và nói, Nhị Nha, mang Tiểu Bạch đi đi. Nhị Nha liếc nhìn Cổ Võ, gật đầu, được. Nói xong, cô bé trực tiếp mang theo Tiểu Bạch, hóa thành một dải màu hồng, biến mất ở phía xa. Nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch rời đi, Thiên Mệnh váy trắng cảm thấy hơi lo lắng, bà ấy không biết có thể tin tưởng được ở cô bé này không. Ở đằng xa, Cổ Võ không ngăn cản Nhị Nha và Tiểu Bạch. Bởi vì kiếm thế của người phụ nữ trước mặt đã bao trùm họ. Sau khi nhìn thấy Nhị Nha và Tiểu Bạch biến mất, Thiên Mệnh váy trắng không nói nhảm nữa, lập tức giơ kiếm lên. Trận chiến bắt đầu ngay lập tức. Nhị Nha dẫn Tiểu Bạch đi ngược dòng tuế nguyệt, lần này, họ không gặp bất kỳ đối thủ nào. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vẫy bàn chân nhỏ của mình để bảo Nhị Nha dừng lại. Nhị Nha dừng lại và quay sang nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào một bên, vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nhị Nha chớp mắt, có bảo vật. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Nhị Nha trầm giọng nói, chúng ta phải đi cứu cháu trai. Tiểu Bạch chớp mắt không nói gì. Lúc này, Nhị Nha lại nói, cháu trai hẳn là có thể đợi được. Đúng không? Đôi mắt to của Tiểu Bạch chớp chớp, chắc là, được rồi. Do dự một lúc. Nhị Nha nói, cháu trai lợi hại như vậy, nhất định sẽ chống đỡ được, cho nên.
đi thôi, đi tìm bảo vật trước đi. Nói xong, cô bé mang theo Tiểu Bạch và thay đổi tuyến đường để đi tìm bảo vật. Diệp Quân, phản công. Nam Minh giới. Diệp Quân từ trong trận pháp dịch chuyển đi ra, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, lúc này, hắn đang ở trước một thần điện cổ, thần điện này rất lớn, cao mấy vạn trượng, toàn bộ đều làm bằng kim thạch đặc thù không rõ tên, tổng thể huy hoàng chói lọi, cho dù trải qua vô số năm vẫn lấp lánh, cực kỳ xa hoa. Mà xung quanh hắn, có từng tòa kim tự tháp cổ, những kim tự tháp này cao mấy vạn thước, thẳng chọc trời, vô cùng hùng vĩ. Nhìn những tòa kiến trúc hùng vĩ trước mặt, Diệp Quân vừa kinh ngạc vừa thở dài, nơi này nhất định từng có một nền văn minh cực kỳ rực rỡ, nhưng bây giờ, lại có vẻ vô cùng hoang tàn. Sau thịnh vượng, sẽ là suy tàn. Trong vũ trụ rộng lớn này, bất kỳ nền văn minh nào dường như cũng không đáng kể. Diệp Thanh Thanh ở một bên nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đương nhiên, chỉ là kinh ngạc mà thôi, bà ấy cũng không hơn Diệp Quân là bao, bà ấy lăn lộn vũ trụ nhiều năm như vậy, cũng đã thấy qua nhiều sự đời. Lúc này, nam chủ xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, ông ta nhìn mọi thứ trước mắt, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Diệp Quân hỏi, tiền bối, nơi này là nơi ông từng ở sao? Nam chủ gật đầu nói, nơi này trước đây cực kỳ phồn hoa. Diệp Quân lại hỏi, sau đó xảy ra chuyện gì? Nam chủ nói, ác đạo. Diệp Quân trầm giọng nói, vũ trụ kiếp. Nam chủ khẽ gật đầu, rất nhiều nền văn minh đã biến mất là do con người, nhưng phần lớn trong số đó là do vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp này không xuất hiện cho đến khi chủ nhân Bút Đại Đạo và chân thần xuất hiện, nhưng đối với chúng ta, thì lại chẳng khác nào thêm gông xiềng. Nói tới đây, ông ta lắc đầu, bất luận là thiện đạo hay ác đạo, đối với chúng ta kỳ thật đều không thân thiện. Diệp Quân im lặng. Ác đạo muốn tiêu diệt tất cả chúng sinh, khởi động lại vũ trụ và khôi phục vũ trụ về trạng thái ban đầu, trong khi thiện đạo lại là đàn áp tất cả chúng sinh và đặt một lớp xiềng xích lên họ. Đối với nam chủ mà nói, bất kể là thiện đạo hay ác đạo, đều không thân thiện với bọn họ. Lúc này, nam chủ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Quân bên cạnh, nếu như cậu thiết lập trật tự, cậu sẽ đối đãi như thế nào với những người phá hỏng cân bằng của vũ trụ như bọn ta? Diệp Quân lập tức nói, những người theo ta có thể đạt được tuổi thọ vô hạn, nhưng họ phải tuân theo trật tự mà ta đã thiết lập. Nam chủ im lặng. Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối, thế đạo này không có trật tự cũng không được. Không có trật tự, hết thảy sinh linh đối với cấp bậc cường giả giống như ông mà nói, chẳng khác nào con sâu cái kiến, cường giả càng mạnh, sẽ càng coi thường chúng sinh, nếu không có giới hạn, thì thực sự rất đáng sợ. Nam chủ khẽ gật đầu, ta đi theo cậu. So với quá khứ tông, cuối cùng ông ta đã chọn Diệp Quân. Bởi vì ngày đó hai vị kiếm tu kia quá mức đáng sợ. Bây giờ nghĩ đến, ông ta vẫn còn có chút sợ hãi, ở trước mặt hai người kia, ông ta thật giống như con sâu cái kiến. Nghe nam chủ nói, Diệp Quân gật đầu, ý nghĩ của hắn vẫn như lúc trước, thiết lập một trật tự hoàn toàn mới, điều này hắn không thể làm một mình, vì vậy hắn cũng phải chiêu mộ quân đội. Hắn cần giúp đỡ. Và nếu hắn muốn người khác giúp mình, thì hắn phải đem đến cho người ta lợi ích, nếu không, sao người ta lại phải giúp hắn chứ? Sự tin tưởng. Vô lý. Trong thế giới này, cần phải thực tế. Mà lợi ích hắn có thể cho những cường giả này chính là tuổi thọ. Đương nhiên, như hắn nói, các ngươi có thể trường sinh, nhưng nhất định phải tuân theo trật tự ta thiết lập. Thế giới này cần trật tự. Về phần trật tự này rốt cuộc sẽ như thế nào, hắn tạm thời chưa nghĩ tới, hiện tại thứ hắn phải nghĩ tới chính là lật đổ quá khứ tông trước. Diệp Quân tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, cô, còn bao lâu nữa họ sẽ đuổi tới đây? Diệp Thanh Thanh trầm tư chốc lát, nói, nhiều nhất nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Diệp Quân khẽ gật đầu, đủ rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quân, con muốn làm gì? Nam chủ cũng nhìn về phía Diệp Quân, trong mắt tràn đầy tò mò. Diệp Quân hơi híp mắt lại, cứ chạy mãi cũng không được, đành phải phản công thôi. Phản công? Nghe Diệp Quân nói vậy, nam chủ lập tức sửng sốt, chúng ta phản công. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Đại nam chủ do dự một lúc rồi nói, có phải chúng ta hơi ít người không? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân không nói gì, ở chung một thời gian,
bà ấy mới biết người thanh niên trước mắt này không phải kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ngược lại còn cho bà ấy rất nhiều bất ngờ. Diệp Quân nói, tiền bối, ông nghĩ chúng sẽ nghĩ đến việc chúng ta phản công chắc. Nam chủ im lặng. Đúng là những người đó tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc bọn họ sẽ phản công, nhưng phản công quá mạo hiểm, dù sao quân số cũng chênh lệch quá lớn. Diệp Quân trầm giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, bọn chúng chắc chắn còn đang gọi người, viện quân của bọn chúng sẽ tới rất nhanh, nếu như chúng ta có thể tiêu diệt một ít cường giả đỉnh cấp của bọn chúng trước khi viện binh tới. Như vậy, cục diện liền sẽ có lợi lớn đối với chúng ta. Ngược lại, nếu viện binh của bọn chúng đến liên thủ với bọn chúng ta sẽ không có cơ hội, chỉ có thể ôm đầu bỏ chạy. Nói xong, hắn nhìn nam chủ. Nam chủ vừa mới quyết định đi theo hắn, trong thời gian ngắn như vậy không thể khiến ông ta tin phục được, đành phải giải thích để đối phương hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Hãy thử đi, biết đâu vẫn còn cơ hội. Bằng không mù quáng chạy trốn, cuối cùng cũng chỉ gặp phải càng ngày càng nhiều kẻ địch, đến lúc đó bọn họ căn bản không có cơ hội. Nam chủ sau khi nghe được Diệp Quân nói như vậy, trầm mặc một lát, nói ta nghe cậu. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh nói, con nói đi. Diệp Quân khẽ mỉm cười, thấp giọng nói vài câu, rất nhanh dưới sự điều khiển của nam chủ, trận pháp dịch chuyển lại xuất hiện, ngay sau đó, ba người liền biến mất tại chỗ. Phản công. Nhà họ Diệp ở Thanh Thành. Trong sân. Một người phụ nữ đang ngồi trên bậc đá, trên tay cầm một tập sách cổ, đọc vô cùng hứng thú. Người phụ nữ này mặc váy xanh nhạt, mày như núi xa, mắt trong như nước mùa thu, cả người toát ra khí chất trầm ổn tao nhã. Người phụ nữ này chính là Thanh Khưu. Sau khi nói lời từ biệt với kiếm chủ nhân gian, bà ấy đã đến đây để xem nơi mà kiếm chủ nhân gian đã lớn lên. Sau khi đến đây, bà ấy ngày ngày đọc sách, uống trà, tiện thể đợi người. Đúng lúc này, phía xa xa đột nhiên xuất hiện một cô gái ở cửa viện, mặc áo bào trắng, trên mặt đeo mặt nạ. Cô ta không có khí tức, không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ta. Trong viện, Thanh Khưu buông quyển sách cổ trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía cô gái áo bào trắng, ánh mắt bình tĩnh. Cô gái áo bào trắng chậm rãi đi vào trong viện, đi tới trước mặt Thanh Khưu, chỉ nhìn Thanh Khưu đang ôm một quyển sách cổ trước mặt, không nói một lời. Thanh Khưu cười nói, ngồi đi. Cô gái áo bào trắng ngồi ở trước mặt Thanh Khưu, ánh mắt vẫn nhìn Thanh Khưu, không nói chuyện. Thanh Khưu cũng đang nhìn cô gái trước mặt, cả hai đều không nói gì. Cả hai người họ đang nhìn nhau, cả hai đều có chút tò mò về nhau. Thật lâu sau, cô gái áo bào trắng lên tiếng trước, bọn họ muốn sống lại một đời. Thanh Khưu gật đầu, ừ. Cô gái áo bào trắng nhìn chằm chằm Thanh Khưu, bà không có ý kiến gì sao? Thanh Khưu khẽ cười nói, cô nương, cô tới đây không phải để gây bất hòa đấy chứ? Cô gái áo bào trắng lắc đầu, ta không có rảnh như vậy, ta chỉ tò mò. Thanh Khưu mỉm cười, sau đó nói, chỉ là 100 năm thôi mà. Vừa nói, bà ấy vừa để quyển sách cổ trong tay xuống, nhẹ giọng nói, ông ta nợ bà ấy. Các cô em gái làm cho Diệp Huyên nhiều váy trắng nhất, vì vậy Diệp Huyên thích váy trắng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, để sống lại một đời, chẳng lẽ mình không thể đi cùng sao? Cô gái áo bào trắng nhìn Thanh Khưu trước mặt cười tủm tỉm, trong lòng đã sớm đoán được, cô ta chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, ta vốn tưởng rằng bà sẽ cứu con trai ông ta, nhưng bây giờ xem ra, bà sẽ không làm vậy. Nói xong, cô ta bước sang một bên. Lúc này, Thanh Khưu đột nhiên nói, tại sao cô không tin huynh ấy cuối cùng sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất? Cô gái áo bào trắng quay đầu liếc nhìn Thanh Khưu, ta chỉ tin tưởng chính mình. Nói xong cô ta xoay người rời đi. Thanh Khưu đột nhiên nói, ấy. Cô gái áo bào trắng lại dừng bước, quay đầu nhìn Thanh Khưu, Thanh Khưu cười nói, các ngươi đều có mục đích giống nhau, đã như vậy, vì sao không lựa chọn ngồi xuống nói chuyện với nhau? Cô gái áo bào trắng lắc đầu. Mục tiêu của chúng ta không giống nhau, hắn chọn thiện đạo, ta chọn ác đạo. Thanh Khưu hơi cau mày, cô không cảm thấy điều này là vô nhân đạo sao? Ác đạo, tiêu diệt tất cả chúng sinh. Cô gái áo bào trắng bình tĩnh, kiếm chủ Thanh Sam giết người điên cuồng, thiên mệnh váy trắng đi tiêu diệt hết thảy sinh linh, phá đạo, bọn họ có nhân đạo không? Thanh Khưu vẫn im lặng.
Trên mặt cô gái áo bào trắng không chút biểu cảm, trên đời này ai không ích kỷ. Ta tu đạo, không phải vì chúng sinh. Trên đời không có trật tự, chính là trật tự tốt nhất. Sau đó, cô ta quay lưng bỏ đi. Thanh Khưu im lặng một lúc, sau đó mỉm cười, rồi cầm cuốn sách cổ trước mặt lên và tiếp tục đọc. Trật tự. Bà ấy thực sự không muốn quan tâm đến nó nữa. Trước đây, bà ấy cũng vì anh trai mình mà canh giữ một vũ trụ, nhưng hiện tại, bà ấy chỉ muốn ở bên anh trai mình. Sống lại một đời. Khóe miệng Thanh Khưu hơi cong lên, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Lúc này, một cô gái đột nhiên từ phòng bên đi ra, cô gái liếc nhìn hướng cửa sân, tò mò hỏi, Thanh Khưu tỷ, người vừa rồi là ai vậy? Thanh Khưu mỉm cười và nói, một người của Tuế Nguyệt quá khứ. Cô gái chớp chớp mắt, rất lợi hại sao? Thanh Khưu gật đầu. Cô gái bước nhanh đi tới bên Thanh Khưu, cười nói, lợi hại hơn Thanh Khưu tỷ tỷ sao? Thanh Khưu mỉm cười, sau đó nói, Linh Nhi, làm cơm xong chưa? Cô gái cười nói, vừa làm xong, món hôm nay chính là món mì trứng yêu thích của anh trai đấy. Thanh Khưu để sách cổ xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, món yêu thích nhất. Vậy nhất định ta cũng thích, đi thôi. Nói rồi bà ấy kéo cô gái đi thẳng vào nhà. Cô gái đột nhiên lo lắng, Thanh Khưu tỷ, Tiểu Quân hắn. Thanh Khưu mỉm cười và nói, yên tâm, đã có người âm thầm lên kế hoạch cho hắn rồi, hắn sẽ không sao. Cô gái còn có chút lo lắng, nếu như cô gái vừa rồi ra tay với hắn. Thanh Khưu mỉm cười, sau đó nói, muội có biết vì sao cô ta còn sống không? Cô gái quay đầu nhìn Thanh Khưu, Thanh Khưu cười nói, bởi vì ta muốn cô ta sống, cho nên cô ta còn sống. Linh Nhi. Nhìn Linh Nhi ngơ ngác, Thanh Khưu khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu nhỏ của Linh Nhi, sau đó dịu dàng nói, bởi vì chúng ta muốn chơi, cho nên mọi người mới có cái để chơi, dù sao tên đó vẫn còn cần họ, cần vài đối thủ, cần ma luyện, nếu chúng ta không muốn chơi, thì cái gì mà ác đạo thiện đạo, cái gì mà vượt qua đại đạo, đều sẽ không được chơi. Sở dĩ họ vẫn còn tồn tại chỉ bởi vì chúng ta muốn chơi thôi. Nói đến đây, bà ấy đột nhiên chớp mắt, rồi nói, đương nhiên, chuyện này phải giữ kín với Tiểu Quân. Mấy người chúng ta đã bàn bạc rồi, nhất định phải cư xử yếu ớt nhất có thể trước mặt hắn. Linh Nhi. Trong thời không tuế nguyệt nào đó, đám tuế nguyệt nghịch lưu giả đã tập hợp lại một chỗ. Người dẫn đầu vẫn là nữ kiếm tu kia. Đứng bên cạnh nữ kiếm tu. Còn có một ông lão, tên của ông ta là Khô Huyền, cũng là một vị đế quân. Ở bên cạnh hai người là Thiên Tôn và Địa Tôn, không những thế, Đệ Nhất Phong và Đệ Nhất Lâu cũng ở đây. Ngoài ra, còn có hơn 100 tên tuế nguyệt nghịch lưu giả. Bên cạnh nữ kiếm tu, Khô Huyền đột nhiên nói, đại kiếm đế quân, tại sao lại không đuổi theo? Nữ kiếm tu cũng là một cường giả trong bảng tuế nguyệt, tên là đại kiếm đế quân. Đại kiếm đế quân hờ hững nhìn Khô Huyền đế quân, sau đó nói, chờ người. Khô Huyền đế quân khẽ nhíu mày, chờ ai? Đại kiếm đế quân nói, hai vị đế quân. Hai vị đế quân. Nghe thấy vậy, Khô Huyền đế quân quay đầu lại liếc nhìn đại kiếm đế quân, nghi ngờ hỏi, chúng ta có bằng này người, chẳng lẽ lại không giết nổi hai người họ sao? Đại kiếm đế quân hờ hững nói, Khô Huyền đế quân, ngươi không nên xem thường hai người này, ngươi phải biết rằng. Trước đó không lâu, cổ kính đế quân đã chết trong tay hai người họ. Khô Huyền đế quân hơi kinh ngạc, đương nhiên ông ta biết cổ kính đế quân, thực lực cá nhân của cổ kính đế quân cũng không phải quá mạnh, nhưng tiên thiên cổ kính lại rất khủng khiếp, ông ta không ngờ cổ kính đế quân lại chết. Lúc này, sự khinh bỉ của ông ta được rũ bỏ hoàn toàn. Đại kiếm đế quân hướng mắt nhìn về phía xa, nơi tận cùng của thời không tuế nguyệt, ánh mắt lạnh lùng. Từ khi mới giao chiến đến nay, cũng bởi vì khinh thường kẻ địch, bà ta đã phải chịu thiệt nhiều, thậm chí còn suýt chết ở trong tay người phụ nữ kia. Giờ đây, bà ta không còn dám xem nhẹ nữa. Đợi mọi người đến đông đủ rồi mới đánh. Phải chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ sai sót gì xảy ra. Đại kiếm đế quân như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi, chủ nhân bút đại đạo bây giờ đang ở đâu? Ông lão áo đen đứng bên cạnh bà ta thấp giọng nói, vẫn đang bị ngăn cản ở đại đạo giới. Đại kiếm đế quân hơi híp mắt, ngươi chắc chắn chứ? Ông lão áo đen gật đầu, chắc chắn. Hơn nữa, tông chủ đã sớm cảnh cáo người này, cho nên ông ta sẽ không dám ra tay.
Đại kiếm đế quân khẽ gật đầu, bà ta vẫn rất kiêng dè chủ nhân bút đại đạo này. Rất nhiều người không biết chủ nhân bút đại đạo đáng sợ như thế nào, nhưng bà ta lại biết, thời gian ông ta tiếp xúc với sự tồn tại khủng khiếp của đại đạo còn sớm hơn cả chân thần, năm đó khi thiết lập trật tự cũng từng nảy sinh xung đột với tuế nguyệt nghịch lưu giả. Tuy nhiên, mâu thuẫn khi đó cũng không nghiêm trọng lắm. Bởi vì chủ nhân bút đại đạo khi đó vẫn chưa hoàn toàn thiết lập tốt trật tự, nên ảnh hưởng rất ít đến đám tuế nguyệt nghịch lưu giả, mà lúc vừa mới ảnh hưởng đến họ thì ông ta đã bị lật đổ bởi chân thần. Không thể không nói, ông ta cũng thật bi thảm. Tuy nhiên, năm đó, tuế nguyệt nghịch lưu giả từng giao chiến với chủ nhân bút đại đạo, mới biết người này đáng sợ đến mức nào. Không có nhiều người trong vũ trụ bao la này có thể đánh bại ông ta, nhưng đáng tiếc, ông ta lại gặp phải mấy người không thể đánh bại. Lúc này, đại kiếm đế quân dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cẩn thận. Vừa dứt lời, dị biến xuất hiện. Vút, đi cùng với tiếng kiếm vang dội, một thanh kiếm bỗng dưng xuất hiện ở bên phải Khô Huyền đế quân, thanh kiếm này nhanh như sấm sét, xuất quỷ nhập thần, xuất hiện mà không hề báo trước. Giờ khắc này, tóc gáy của Khô Huyền đế quân đều dựng hết cả lên. Trong lòng vô cùng kinh hãi, là ai đánh lén ông ta? Ông ta không dám suy nghĩ nhiều, lập tức nắm chặt hai tay, một luồng khí tức khủng khiếp đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể, trong nháy mắt, luồng khí tức này tạo thành một tấm kết giới bảo vệ xung quanh ông ta. Chỉ cần tấm kết giới này có thể ngăn cản thanh kiếm một lát thì ông ta có thể thoát nạn. Tuy nhiên, vào lúc này, xung quanh bỗng xuất hiện một sức mạnh thần bí. Kiếm vực. Đột nhiên bị thanh kiếm áp chế, con người của Khô Huyền đế quân bỗng co rút lại, còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đã xuyên thẳng qua tấm kết giới của ông ta, sau đó đâm vào trán ông ta. Ngay lập tức, sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong thanh kiếm đó đánh nát tất cả sinh khí của Khô Huyền đế quân. Hồn bay phách lạc. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của đại kiếm đế quân nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Bà ta nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh từ xa xuất chiêu. Trong lòng vô cùng kinh hãi, bà ta không ngờ người phụ nữ này lại giết trở lại. Đúng lúc này, xa xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Đại kiếm đế quân quay đầu lại nhìn, trong đám người cách đó không xa, Diệp Quân liên tục giết chết mấy tên tuế nguyệt nghịch lưu giả. Trong khoảnh khắc vừa nãy, tất cả mọi người đều chú ý đến Khô Huyền đế quân, vì vậy, Diệp Quân đã ra tay giết chết mấy tên nhân lúc không ai chú ý. Tuy nhiên, đám tuế nguyệt nghịch lưu giả phản ứng cực nhanh, lúc Diệp Quân đang chém giết, các cường giả lập tức lùi lại, sau đó dùng vũ lực trấn áp hắn. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, sắc mặt của đại kiếm đế quân bỗng tối sầm lại. Bà ta có tính toán thế nào cũng không ngờ rằng hai người này dám quay lại đây chém giết. Đại kiếm đế quân nhìn chằm chằm Diệp Quân, hắn mỉm cười, dáng vẻ tự tin, có chỗ dựa nên không lo ngại gì. Nhìn Diệp Quân như vậy, trong lòng mọi người đều âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ hắn còn có trợ thủ khác sao? Đại kiếm đế quân cũng thầm cảnh giác. Nếu hai người này dám quay lại chém giết, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Bà ta lạnh lùng nhìn xung quanh, kiếm thế cường đại bao bọc quanh cơ thể bà ta, đồng thời, thần thức của bà ta tản ra như một tấm lưới, nhưng không hề phát hiện ra cường giả nào khác. Đại kiếm đế quân cau mày. Xa xa. Diệp Quân khẽ cười nhìn về phía đại kiếm đế quân, không nói câu nào, hắn xuất hiện bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Sau đó một mình tiến vào tiểu tháp, Diệp Thanh 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 thu hồi tiểu tháp, xoay người bay đi. Không ai dám ngăn cản. Nếu như Diệp Quân ở bên ngoài, Diệp Thanh 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 ở bên trong tháp, chắc chắn bọn họ sẽ ngăn cản. Diệp Quân mặc dù cũng rất mạnh, tuy nhiên, hắn không phải là quá mạnh, nhưng Diệp Thanh Thanh thì khác. Nói người phụ nữ này vô cùng mạnh cũng không thái quá. Nếu tất cả mọi người đều xông lên phía trước, không phải là không thể ngăn cản bà ấy, nhưng để có thể ngăn cản được thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cứ như vậy, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Thanh Thanh dẫn theo Diệp Quân rời đi. Sắc mặt đại kiếm đế quân u ám đáng sợ, hai kiếm tu này bây giờ hoàn toàn không biết xấu hổ. Lại chơi đánh lén. Thực ra, nếu hai người này không đánh chính diện mà chỉ chơi đánh lén thì bà ta thực sự hơi kiêng dè. Đại kiếm đế quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía ông lão áo đen bên cạnh, bảo Ân Tông canh chừng bọn họ cho ta. Ông lão áo đen khẽ gật đầu, sau đó lùi lại.
Đại kiếm đế quân quay đầu nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà xa xa, ánh mắt lạnh như băng. Không thể để cho hai người này có thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Nếu không, hai người này càng đánh càng mạnh, đặc biệt là Diệp Quân, sau vài trận chiến, thực lực của hắn đã thay đổi đến mức kinh thiên động địa. Nếu cứ tiếp tục giao chiến như vậy, e rằng chỉ có cường giả cấp đế quân mới có thể đánh bại hắn. Thật kinh khủng! Hai vị đế quân cộng thêm cả bà ta, liệu có thể giết chết Diệp Quân không? Vào lúc này, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu đại kiếm đế quân. Có thể giết không? Đại kiếm đế quân nheo mắt lại, lúc này bà ta đột nhiên cho rằng dù thêm hai vị đế quân nữa cũng không thể giết chết Diệp Quân và nữ kiếm tu váy đen kia. Không được. Đại kiếm đế quân nói, các ngươi canh giữ ở chỗ này, ta đi gặp tông chủ. Nói xong, bà ta xoay người rời đi. Bà ta thấy rằng không thể để cho Diệp Quân có thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đại kiếm đế quân, nhìn thấy hư ảnh này, sắc mặt đại kiếm đế quân khẽ thay đổi, thánh sứ. Thánh sứ khẽ gật đầu, đại kiếm đế quân, tông chủ đã biết chuyện vừa xảy ra ở đây, ngươi cứ đợi đi, nhiều nhất một tiếng nữa, ngoại trừ Nguyên Thiên và hai vị đế quân, cổ tộc cũng sẽ đến đây. Cổ tộc. Nghe vậy, sắc mặt đại kiếm đế quân đột nhiên biến đổi, cổ tộc. Thánh sứ gật đầu, cổ tộc đã đồng ý giúp đỡ. Cổ tộc. Đại kiếm đế quân đột nhiên hơi kích động và hào hứng. Trong thời đại xa xưa, thế lực mạnh nhất chắc chắn là Quá Khứ Tông, mà ở dưới Quá Khứ Tông, có hai điện và bốn tộc. Hai điện này là Thần Điện Tuế Nguyệt trong truyền thuyết và Ma Điện Viễn Cổ. Bây giờ, cả hai điện này đều đã cam kết trung thành với Quá Khứ Tông. Vị thánh sứ trước mắt này đến từ Thần Điện Tuế Nguyệt. Mà dưới hai điện còn có bốn tộc này được xưng là tứ tộc Tuế Nguyệt Viễn Cổ, là tứ đại gia tộc có lịch sử đáng sợ, truyền thừa qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng bốn gia tộc này vẫn chưa trung thành với Quá Khứ Tông. Mà lúc này, nghe thánh sứ nói vậy, bà ta biết rằng, bốn tộc này e rằng đã bị Quá Khứ Tông thu phục. Cổ tộc, đại kiếm đế quân xoay người, nhìn về phía xa xa của thời không Tuế Nguyệt, hơi híp mắt, ta xem ngươi lần này sống sót thế nào. Ở diễn biến khác, Diệp Quân đã đưa Diệp Thanh Thanh đi ngược dòng Tuế Nguyệt. Mặc dù đã chém chết một đế quân, nhưng Diệp Quân biết rằng, tình hình của họ vẫn không khá hơn là bao. Bây giờ, hắn phải đối mặt với vấn đề lớn nhất là hắn căn bản không biết thực lực của Quá Khứ Tông mạnh bao nhiêu, cũng không biết ở Tuế Nguyệt Trường Hà mênh mông vô tận, có bao nhiêu Tuế Nguyệt nghịch lưu giả tới trợ giúp Quá Khứ Tông. Có thể nói, Quá Khứ Tông biết mọi thứ liên quan đến hắn. Nhưng hắn không biết gì về Quá Khứ Tông. Thông tin không chính xác. Vì vậy, hắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Hắn vốn dĩ muốn liên lạc với Ám U, nhưng cuối cùng lại phát hiện, căn bản không thể liên lạc được. Trên thực tế, hắn cũng biết cho dù có thể liên hệ với Ám U, sợ là cũng không được. Hệ thống tình báo của Tiên Bảo Các mặc dù không tệ, nhưng lần này bọn hắn phải đối phó với Quá Khứ Tông và vô số Tuế Nguyệt nghịch lưu giả. Ngay cả quân tiếp viện từ vũ trụ Quan Huyên và chân vũ trụ cũng không tới kịp, chứ đừng nói đến người của Ám U. Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Quân nghiêm trọng, Diệp Thanh Thanh đột nhiên vỗ đầu hắn, con đang suy nghĩ gì vậy? Diệp Quân cười khổ, nghĩ xem làm thế nào để phá vỡ cục diện này. Diệp Thanh Thanh nói, con nghĩ ra chưa? Diệp Quân lắc đầu. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn, sau đó nói, vậy cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Khuôn mặt của Diệp Quân cứng đờ. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà phía xa xa, nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà rộng lớn mênh mông này, không biết bà ấy đang nghĩ gì, ánh mắt gợn sóng. Diệp Quân đột nhiên nói, cô, con còn cô nào khác nữa không? Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quân, hắn định nói tiếp thì Diệp Thanh Thanh đã lên tiếng, còn có rất nhiều. Diệp Quân mừng rỡ, thật sao? Diệp Thanh Thanh nhẹ giọng nói thật. Trong mơ có rất nhiều. Khuôn mặt Diệp Quân cứng đờ. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nắm lấy tai Diệp Quân, đừng nghĩ tới mấy thứ này nữa, biết chưa? Biết chưa hả? Diệp Quân. Mặc dù cơ thể Diệp Quân rất mạnh nhưng thực lực của Diệp Thanh Thanh lại mạnh hơn hắn. Cái nhéo tai này vẫn rất đau. Diệp Quân vội nói, cô, con chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, còn không có ý khác ư. Sao nào, là chê thực lực của ta yếu, không giúp được con à?
vậy thì con đi tìm cô váy trắng của con đi. Diệp Quân sửng sốt. Hóa ra cô này tức giận là vì chuyện này. Quả thật quá mức vô lý. Diệp Thanh Thanh quay đầu đi nhìn tận cuối Tuế Nguyệt Trường Hà ở đằng xa, sắc mặt lạnh như băng, không nói gì. Diệp Quân do dự, sau đó mới nói, cô, người nhiều lần cứu mạng con, nếu không có cô, con đã chết chắc rồi, thế nên sao con có thể xem thường thực lực của cô yếu được? Không đúng, thực lực của cô không yếu, nếu không phải do con liên lụy đến người thì với sức mạnh của người, đám người kia không thể làm gì được cô cả. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía đằng xa, không nói lời nào. Diệp Quân cảm thấy hơi đau đầu, hắn do dự một chốc rồi nói, cô. Diệp Thanh Thanh vẫn không lên tiếng. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, cô, người biết con không có ý đó mà, người có phải muốn tìm lý do để đánh con không? Diệp Thanh Thanh quay đầu sang nhìn Diệp Quân, không nói gì chỉ cười mỉa. Diệp Quân cảm thấy hơi tê ra đầu khi bị nhìn như vậy, hắn do dự rồi mới nói, có phải con đã làm gì khiến cô tức giận không? Diệp Thanh Thanh nói, tự con nghĩ xem đi. Diệp Quân nhíu mày. Tự mình nghĩ. Hình như mình không nói gì mà. Diệp Quân thầm hỏi, Tháp gia, người có biết không? Tiểu Tháp nói, đừng hỏi ta biết cũng không dám nói. Diệp Quân, người Tiểu Tháp sợ nhất chắc chắn là Thanh Nhi váy đen này rồi. Thanh Nhi váy trắng thường sẽ không tức giận nhưng Thanh Nhi váy đen thì tính cách lại rất nóng nảy, nói đánh là đánh. Bà ấy chỉ đơn thuần là tính tình nóng nảy. Muốn nói lý thì nói, không muốn nói thì sẽ không nói. Chỉ hai chữ, mơ hồ. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, mặt bà ấy vẫn không cảm xúc. Diệp Quân bỗng nói, cô, con kể cho người nghe câu chuyện cười. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, nếu ta không cười, hậu quả tự chịu đấy. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Ôi vãi! Người chơi lớn thế! Diệp Thanh Thanh nói, kể đi. Diệp Quân hơi do dự. Diệp Thanh Thanh trợn mắt nhìn hắn, kể nhanh đi, nếu không ta đánh con. Khóe miệng Diệp Quân khẽ giật, hắn do dự một chốc rồi quyết định kể câu chuyện mà hắn đọc được trong một cuốn sách cổ ở hệ Ngân Hà. Ngày xưa, có một thư sinh đem lòng yêu một cô gái trẻ, thư sinh anh Tuấn phóng khoáng, tài trí hơn người, cô gái trẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Một ngày nọ, hai người gặp nhau đi dạo chơi, trên đường gặp mưa to bèn đi vào một gian nhà trống trú mưa, nhưng không ngờ trời mưa cho đến tận đêm khuya. Nói đến đây, hắn nhìn Diệp Thanh Thanh, thấy Diệp Thanh Thanh đang chăm chú lắng nghe thì vội nói, trong phòng chỉ có một cái giường, mặc dù hai người là người yêu của nhau, nhưng vẫn khá giữ kẽ, cô gái trẻ đó thương chàng thư sinh, thế là bèn ngượng ngùng nói ngủ chung trên một chiếc giường, thế nhưng hai người vẫn đặt một chiếc kẹp tóc ở giữa và nói, người nào vượt qua ranh giới sẽ là cầm thú. Chàng thư sinh là người lương thiện, hắn cố gắng chịu đựng cả một đêm, thế mà thực sự không vượt qua ranh giới đó. Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nhìn Diệp Quân, tên thư sinh này là một chính nhân quân tử, rất tốt. Diệp Quân cười tủm tỉm nói, sáng hôm sau, cô gái trẻ tỉnh dậy, thấy chàng thư sinh chưa vượt qua ranh giới bèn thẳng tay tát anh chàng thư sinh một bạt tai, tức giận mắng chàng thư sinh rồi bỏ đi. Diệp Thanh Thanh cau mày, cô ta mắng thư sinh cái gì? Diệp Quân chớp mắt, cô gái chỉ vào chàng thư sinh tức giận mắng, người đúng là chẳng bằng xúc sinh. Nói rồi hắn xoay người bỏ chạy. Diệp Thanh Thanh sửng sốt, nhất thời không biết ý trong đó là gì, nhưng thoáng chốc đã nhướng mày, hả? Nói rồi bà ấy biến thành kiếm quang đuổi theo. Không lâu sau, đằng xa vang lên tiếng kêu thảm thiết, chuyện này là Tháp gia dạy cho con đấy. Tiểu Tháp, chẳng mấy chốc tiếng kêu thảm đã tăng thêm một. Nửa canh giờ sau, Diệp Quân đi theo sau Diệp Thanh Thanh, im lặng không lên tiếng. Lần này bị đánh thảm rồi. Suýt nữa thì bị bóc một lớp da. Một lúc lâu sau, Diệp Thanh Thanh bỗng dừng bước, bà ấy liếc nhìn Diệp Quân, chẳng phải con rất biết cách kể chuyện đó sao? Nào, kể tiếp đi. Diệp Quân. Nhìn Diệp Quân cúi đầu ủ rũ, Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, quay đầu đi. Lúc này Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, thương lượng chuyện này được chứ? Diệp Quân thầm hỏi, chuyện gì? Tiểu Tháp nói, cầu xin ngươi hãy làm một con người. Diệp Quân. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, ta tốt xấu gì cũng là nguyên lão tam triều, ngươi đối xử với ta như thế, tốt thật sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, chúng ta có phúc cùng hưởng,
có họa cùng chia. Tiểu tháp nói, lúc có hoạn nạn, ngươi nhớ đến ta, lúc có phúc, ngươi đã từng nhớ đến ta sao? Diệp Quân. Tiểu tháp nói tiếp, đại ca à, đừng chọc giận bà cô này nữa. Đừng nói là ngươi, cha ngươi cũng không dám chọc vào bà ấy, ngươi lại dám chọc bà ấy, nói thật nhé, ta khá bội phục ngươi đấy. Diệp Quân. Đúng lúc này Diệp Thanh Thanh bỗng dừng lại, bà ấy cau chặt mày. Thấy thế, Diệp Quân run lên, vội hỏi, sao thế? Diệp Thanh Thanh quay đầu lại nhìn, thời không nơi đó bỗng hơi rung chuyển, sau đó một quyển trục chậm rãi bay đến. Diệp Thanh Thanh xòe bàn tay ra, quyển trục đó xuất hiện trong tay bà ấy mở quyển trục ra xem thì sửng sốt. Nhận nhầm người. Diệp Quân đi đến cạnh Diệp Thanh Thanh, hắn nhìn quyển trục đó, lúc đọc được nội dung trong quyển trục cũng sửng sốt. Trong quyển trục miêu tả chi tiết về thực lực quá khứ tông, hai điện và bốn tộc. Ngoài ra, trong đó còn ghi lại tên tuổi và thực lực của rất nhiều đế quân, bây giờ đang có bao nhiêu đế quân đang trên đường đến, vô cùng chi tiết. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, bà ấy cau chặt mày. Diệp Quân cũng nhíu mày, cô không biết là ai đang truyền tình báo cho chúng ta à? Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Diệp Quân cảm thấy ngờ vực. Là ai đang gửi tình báo cho mình? Chủ nhân bút đại đạo. Người đầu tiên hắn nghĩ đến là chủ nhân bút đại đạo, vì hiện giờ chỉ có người này mới có thể làm được. Nhưng cũng không có khả năng lắm, nếu đúng là đối phương thật, đối phương không thể lén lút như vậy. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, không thể nào là chủ nhân bút đại đạo, vì nếu mình là tông chủ quá khứ tông, chắc chắn sẽ theo dõi chặt chẽ chủ nhân bút đại đạo. Nhưng nếu không phải là chủ nhân bút đại đạo, vậy thì là ai? Diệp Quân suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, cổ tộc sắp đến rồi. Cổ tộc. Diệp Quân thôi suy nghĩ, nhìn quyển trục trong tay, nhíu chặt mày, dựa theo miêu tả về cổ tộc trong quyển trục. Cổ tộc này là một trong bốn gia tộc lớn của Tuế Nguyệt Viễn Cổ, thực lực vô cùng đáng sợ. Mà bây giờ đối phương đang giơ cao cờ chạy đến giết mình. Dương cờ. Mẹ kiếp. Diệp Quân không khỏi mắng một tiếng. Quá khứ tông này mất trí đến điên rồi sao? Liều như thế. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, con có dự định gì? Dự định. Diệp Quân thấp giọng thở dài, có cảm giác bất lực, chúng định không cho con bất kỳ cơ hội nào. Muốn giết chết con. Diệp Thanh Thanh gật đầu, đúng thế. Diệp Quân im lặng không nói. Đối sách. Lúc này hắn thật sự cảm thấy bất lực, đối phương có nhiều người hơn mình, hơn nữa còn không có mình cơ hội nào. Chạy. Cứ ngược dòng tuế nguyệt, cho đến trụ sở của quá khứ tông luôn sao? Nghĩ đến đây, Diệp Quân lắc đầu khẽ cười. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, sợ rồi à? Diệp Quân không nói gì. Diệp Thanh Thanh dừng bước, bà ấy xoay người nhìn Diệp Quân, con nghĩ đây là chuyện rất tuyệt vọng sao? Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu, có biết chuyện của ông nội và cô váy trắng của con không? Diệp Quân nói, biết chút ít. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, năm đó mấy người bọn ta hợp sức lại đối phó với cô váy trắng, bà ấy gần như gặp ai cũng giết, con có biết sự tuyệt vọng đó không? Diệp Quân im lặng. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Quân, khẽ nói, chẳng phải còn có ta đi cùng con sao? Nghe thế, Diệp Quân cảm thấy từng dòng nước ấm chảy qua tim, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà xa xa, cười nói, cổ tộc. Gia tộc mạnh nhất trên thế giới này là Dương tộc, hôm nay, để con đại diện cho Dương tộc đi gặp chúng. Diệp Thanh Thanh mỉm cười, không nói gì. Diệp Quân bỗng quay đầu nhìn sang phải, ngay sau đó hắn kéo áo Diệp Thanh Thanh rồi biến mất. Không lâu sau, Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh xuất hiện ở một sa mạc. Diệp Quân nhìn xung quanh, tháp ra, người chắc bên này có khí tức sinh mệnh chứ? Tiểu tháp nói, ừ. Diệp Quân đang định nói thêm, Diệp Thanh Thanh bỗng nói, trước mặt. Nói rồi bà ấy bỗng chém một nhát kiếm. Vèo. Thoáng chốc cả sa mạc bị chia làm đôi, sau đó một địa cung xuất hiện ở bên dưới cả ngàn trượng. Thấy thế, Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Diệp Thanh Thanh nhìn địa cung đó, cau chặt mày. Diệp Quân hỏi, sao thế? Diệp Thanh Thanh nói, có khí tức khá mạnh. Diệp Quân nói, đi xem thử. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, sau đó hai người biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Khi xuất hiện lần nữa, họ đã đi đến trước địa cung, cả địa cung hệt như địa ngục, cực kỳ âm u.
Diệp Quân nhìn phía trên cánh cổng của địa cung, trên đó có hai chữ lớn, Minh Phủ. Diệp Quân quay sang nhìn Diệp Thanh Thanh, bà ấy nói, khí tức đó ở bên trong. Diệp Quân chắp tay về phía địa cung, sau đó nói, tiền bối, Diệp Quân. Hả? Ngay lúc này một giọng nói rợn người bỗng vang vọng trong địa cung, người tên là Diệp Quân à? Diệp Quân sửng sốt, sau đó nói, đúng thế. Cánh cửa địa cung bỗng mở ra, sau đó một người đàn ông trung niên mặc đồ đỏ xuất hiện. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu, vâng. Người đàn ông trung niên lại hỏi, kiếm tu mặc áo xanh là ông nội ngươi sao? Diệp Quân sửng sốt, sau đó vội gật đầu, là ông nội ta. Hắn ngừng một chốc, lại nói, ông nội ruột, máu đào hơn ao nước lã. Lúc này hắn cực kỳ vui mừng, chắc chắn người trước mặt này là thuộc hạ ông nội để lại cho mình. Quả nhiên là ông nội ruột. Người đàn ông áo đỏ nhìn Diệp Quân một hồi rồi nói, ông ta rất kiêu ngạo, nói ta không đánh lại cháu của ông ta không tin. Nào, để ta đánh chết ngươi xem. Diệp Quân. Nghe người đàn ông áo đỏ nói thế, Diệp Quân sửng sốt. Cái quái gì thế? Ông nội đang đùa gì vậy? Bẫy cháu trai à? Ngay lúc này, người đàn ông áo đỏ bỗng tiến đến một bước, khí thế ngút trời lao đến chỗ Diệp Quân. Uy lực cực mạnh bao phủ khiến Diệp Quân nghẹt thở, lúc này Diệp Quân bỗng rút kiếm ra. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Nhát kiếm này vừa xuất hiện, khí thế ngút trời đó lập tức bị phá tan. Nhưng lúc này người đàn ông áo đỏ đó bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, sau đó một ngón tay đặt lên trên kiếm hiên viên của Diệp Quân. Vèo. Kiếm hiên viên rung lên dữ dội, sức mạnh cực lớn khiến Diệp Quân văng ra xa cả ngàn trượng. Nhưng người đàn ông áo đỏ không ra tay tiếp. Diệp Quân ở đằng xa dừng lại, sau đó nhìn cánh tay phải của mình, cánh tay tê lại đã không còn cảm giác. Diệp Quân thầm ngạc nhiên, người trước mặt này có sức mạnh đáng sợ quá. Người đàn ông áo đỏ nhìn Diệp Quân, thực lực của ngươi không mạnh như ông nội ngươi nói. Nói rồi ông ta xoay người đi. Nhưng lúc này cơ thể Diệp Quân bỗng chốc trở nên mờ nhạt, ngay sau đó hàng vạn ngàn thanh kiếm bay ra từ trước mặt Diệp Quân. Thời không chồng chéo. Hơn nữa lần này là hai lần thời không chồng chéo. Như cảm nhận được gì đó, người đàn ông áo đỏ ở phía xa bỗng xoay người lại, ngay khi ông ta vừa xoay người, một thanh kiếm bỗng bay đến. Người đàn ông áo đỏ hơi híp mắt, giơ tay lên tung ra một quyền. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Sau đó người đàn ông áo đỏ liên tục lùi về sau, đại điện song song đó cũng liên tiếp sụp đổ. Mà người đàn ông áo đỏ lùi đến tận mấy ngàn trượng. Diệp Quân cũng không tiếp tục ra đòn, chỉ bình tĩnh nhìn người đàn ông áo đỏ đã dừng lại ở phía xa. Sau khi người đàn ông áo đỏ dừng lại, ông ta nhìn nắm đấm của mình, lúc này nắm đấm của ông ta đã bị nứt vỡ, không chỉ thế cả cánh tay phải đều bị nứt thành mạng nhện. Người đàn ông áo đỏ nhìn Diệp Quân ở phía xa, cảm thấy khá ngạc nhiên, nhát kiếm này của ngươi mạnh quá. Diệp Quân bình tĩnh nói, vẫn còn kém ông nội ta một chút. Ha ha! Người đàn ông áo đỏ bật cười, chỉ một chút thôi sao? Diệp Quân cười nói, tiền bối từng đánh nhau với ông nội ta à? Người đàn ông áo đỏ gật đầu, ừ, đã đại chiến với nhau 300 hiệp, cuối cùng đáng tiếc chỉ thua nửa chiêu. Đáng tiếc chỉ thua nửa chiêu. Nghe người đàn ông áo đỏ nói thế, khóe môi Diệp Quân khẽ giật, da mặt người này cũng dày hệt như cha mình vậy. Diệp Thanh Thanh nhìn người đàn ông áo đỏ, ôm kiếm không nói lời nào. Sở dĩ vừa rồi bà ấy không ra tay là vì bà ấy cảm nhận được trên người của người đàn ông áo đỏ này không có sát khí. Diệp Quân bỗng nói, mạo muội xin hỏi một câu, tiền bối còn bao nhiêu năm tuổi thọ? Người đàn ông áo đỏ nói, hơn 70 năm. Hơn 70 năm. Với người bình thường dĩ nhiên là rất lâu, nhưng với người tu luyện thì chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Diệp Quân suy nghĩ một chốc rồi nói, tiền bối có muốn tăng thêm tuổi thọ không? Người đàn ông áo đỏ nhìn Diệp Quân, người có thể giúp ta tăng thêm tuổi thọ à? Diệp Quân lắc đầu, ta không thể nhưng một người bạn của ta thì làm được. Người đàn ông áo đỏ hỏi, chủ nhân bút đại đạo. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên tia ngạc nhiên, tiền bối biết ông ta. Người đàn ông áo đỏ gật đầu. Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối, không giấu gì tiền bối hiện giờ ta đang giao chiến với quá khứ tông,
nếu tiền bối cần trợ giúp, sau này ta chắc chắn sẽ bảo chủ nhân bút đại đạo giúp ông tăng thêm tuổi thọ, ông thấy sao? Người đàn ông áo đỏ nhìn Diệp Quân, người nghĩ chủ nhân bút đại đạo có thể giúp người khác tăng tuổi thọ à? Diệp Quân gật đầu, chủ nhân đại đạo, vị thần mãi mãi. Chủ nhân bút đại đạo. Người đàn ông áo đỏ im lặng hồi lâu mới lắc đầu, ta từ chối. Diệp Quân cũng không bất ngờ lắm, hắn hỏi, tại sao? Người đàn ông áo đỏ nói, vì đối thủ của ngươi là Quá Khứ Tông. Quá Khứ Tông. Hắn biết sự đáng sợ của tông môn này, nhất là tông chủ Quá Khứ Tông, mạnh đến mức khiến bốn tộc và hai điện đều tuyệt vọng. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, nhưng nếu ông muốn sống hơn 100 năm, ông chắc chắn phải chọn một trong hai người là ta và cô ta. Người đàn ông áo đỏ nhìn Diệp Quân không nói gì. Thật ra ông ta đã nhận được lệnh truy nã Tuế Nguyệt, kẻ giết Diệp Quân có thể thu được tổ nguyên, mà tổ nguyên này có khả năng tăng thêm tuổi thọ của họ. Nhưng ông ta không quá kích động với giải thưởng này. Vì ông ta biết đằng sau Diệp Quân có hai kiếm tu khá mạnh, không chỉ thế, còn là người mà chân thần đó chọn. Tổ nguyên rất hấp dẫn. Nhưng ông ta biết rõ, cho dù ông ta giết Diệp Quân thật, lấy được tổ nguyên, ông ta cũng không thể tận hưởng cuộc đời này. Lựa chọn tốt nhất là không giúp ai cả. Nói rồi người đàn ông áo đỏ xoay người bỏ đi. Diệp Quân bỗng nói, tiền bối. Người đàn ông áo đỏ dừng bước, ông ta xoay người nhìn Diệp Quân, Diệp Quân nói, tiền bối, ông tu đạo đến nay thật sự sẽ cam lòng để mấy mươi năm sau trở thành cát bụi sao? Người đàn ông áo đỏ khẽ cười, không cam lòng nhưng có thể làm được gì đây? Đại đạo có thiện có ác, một đám nhân vật tầm cỡ mạnh đứng về phía nhau, mặc dù tu sĩ như bọn ta có chút thực lực nhưng là vẫn thua xa họ. Diệp công tử! Cho dù là Quá Khứ Tông hay ngươi đều đang dụ dỗ bọn ta để bọn ta liều mạng làm bia đỡ đạn cho các ngươi. Ông ta lắc đầu, ta không muốn làm con cờ của người khác. Diệp Quân gật đầu, được thôi. Không cưỡng cầu. Dứt lời, hắn dẫn Diệp Thanh Thanh xoay người rời đi. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn tôn trọng lựa chọn của đối phương. Người đàn ông áo đỏ xoay người nhìn Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh đã biến mất ở đằng xa. Đi thật rồi. Người đàn ông áo đỏ lặng đi một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh mắt lóe lên tia phức tạp. Mấy mươi năm tuổi thọ. Thật sự sẽ hóa thành cát bụi sau mấy mươi năm ư. Dĩ nhiên là không cam lòng rồi. Nhưng ông ta lại không muốn tham dự vào chuyện của Diệp Quân và Quá Khứ Tông. Hai bên đều là những ông lớn có thực lực mạnh. Ông ta không dám đắc tội với ai cả. Nhưng ông ta cũng biết rõ nếu không đứng về phía ai, sau này cho dù bên nào thắng, ông ta cũng sẽ không được bất kỳ cái gì. Nghĩ đến đây, người đàn ông áo đỏ nhíu mày. Mình chỉ còn lại mấy mười năm tuổi thọ ngắn ngủi, tại sao không liều một phen? Nếu chết thì cũng là mất đi mấy mười năm tuổi thọ mà thôi, nhưng nếu thành công thì kiếm được lợi ích rất lớn. Nghĩ tới đây người đàn ông áo đỏ quay đầu nhìn trời. Cảm thấy hơi bực bội, thanh niên bây giờ chẳng kiên nhẫn chút nào, mặc dù mình từ chối nhưng ngươi không khuyên thêm vài lần sao? Thuyết phục thêm vài lần nữa, chẳng lẽ mình không đồng ý sao? Thấy hai người Diệp Quân đi ngày càng xa, người đàn ông áo đỏ cũng mặc kệ tất cả lập tức đuổi theo, Diệp công tử, chờ một chút, ta và ông nội ngươi là bạn tốt. Diệp Quân ở phía đằng xa nghe người đàn ông áo đỏ nói thế bèn dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn, lúc này... Người đàn ông áo đỏ xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân nhìn người đàn ông áo đỏ, hơi nghi ngờ. Người đàn ông áo đỏ nói, Diệp công tử, thật ra ta và ông nội ngươi là bạn thâm giao. Diệp Quân khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Thấy Diệp Quân không lên tiếng, người đàn ông áo đỏ do dự rồi mới nói, Diệp công tử, người đang bị Quá Khứ Tông đuổi đánh à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Người đàn ông áo đỏ nghiêm túc nói. Nếu ngươi là cháu của bạn cũ ta thì dĩ nhiên ta không thể trơ mắt nhìn, nếu Diệp công tử không chê, ta sẵn lòng góp chút sức lực nhỏ bé này cho Diệp công tử. Cuối cùng ông ta vẫn chọn đứng về phía Diệp Quân, vì bên phía Diệp Quân có nhiều người thực lực mạnh hơn một chút. Nghe người đàn ông áo đỏ nói thế, Diệp Quân mỉm cười, cầu còn không được. Thực lực của người đàn ông áo đỏ trước mặt này ít nhất là một đế quân. Cũng chỉ kém hơn nữ kiếm tu đó một chút nhưng mạnh hơn đám người đệ nhất phong rất nhiều. Rõ ràng,
người mà ông nội mình và Tiêu Dao kiếm tu đang tìm nhất thấp cũng là cường giả cấp đế quân. Nghĩ đến đây, Diệp Quân nhíu mày. Ông nội và Tiêu Dao kiếm tu cả một đường ngược dòng tuế nguyệt, dọc đường đi chắc chắn có thể gặp được rất nhiều cường giả cấp đế quân, nếu mỗi cường giả cấp đế quân mà ông nội gặp được đều để lại một mối quan hệ tốt cho mình. Nghĩ đến đây, mắt Diệp Quân bỗng sáng rực. Đó là một ông nội tốt. Diệp Quân đã có một kế hoạch. Một lúc sau, Diệp Quân bảo người đàn ông áo đỏ đi vào tiểu tháp, sau đó dẫn Diệp Thanh Thanh ra khỏi đó, hai người tiếp tục ngược dòng thời gian. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân bên cạnh, con muốn thu phục nhiều tuế nguyệt nghịch lưu giả hơn à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Quân nói, quá khứ tông lấy tuổi thọ để thu hút tuế nguyệt nghịch lưu giả, con cũng có thể. Hắn nhìn về phía tận cuối tuế nguyệt trường hà, khẽ nói, bây giờ con đang cần thời gian, vì thực lực của con vẫn chưa đủ mạnh, lúc này con chỉ có thể dựa vào thanh danh của ông nội, chủ nhân bút đại đạo và chân tỷ, một ngày nào đó con có thể dựa vào chính sức mạnh của mình để khiến họ cam lòng phục tùng con. Trong khoảng thời gian này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn đi đến được ngày hôm nay nhiều lúc cũng là vì thân phận của mình, thân phận của hắn đã quyết định hắn phải gánh vác một vài trách nhiệm. Thế nên trước đó hắn vẫn luôn ở thế bị động thừa kế gia nghiệp, bị động gánh vác việc bảo vệ vũ trụ quan huyên, bây giờ cũng bị động bảo vệ cả vũ trụ. Hiện giờ hắn không muốn mình bị động nữa. Hắn muốn chủ động. Sự khác biệt giữa bị động và chủ động là bị động thuận theo dòng chảy, để mặc cho thời đại và tình thế thao túng, hơn nữa thường oán trời trách đất, sự khác biệt của việc chủ động là đối mặt với khó khăn, chủ động giải quyết mọi vấn đề mà bản thân gặp phải. Khoảng thời gian bước vào tuế nguyệt trường hà này đã giúp hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Nếu tu đạo mà không tu đạo vô địch thì đến cuối cùng chỉ là một cái vỏ rỗng, chẳng có gì cả. Mặc dù thực lực của tuế nguyệt nghịch lưu giả vô cùng mạnh nhưng đám người này đều bị đại đạo trấn áp, ngày nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tuổi thọ của mình trôi qua, bất lực chẳng thể làm gì. Yếu ớt thì sẽ sống trong bất lực. Diệp Quân nhắm mắt lại, lúc này tâm kiếm đạo vô địch của hắn kiên định hơn bao giờ hết. Lúc này trên người hắn bỗng toát ra luồng kiếm ý khá mỏng, kiếm ý này không sắc bén, vẫn dịu dàng như nước khiến người ta có cảm giác như gió xuân. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bà ấy biết tu vi kiếm đạo của tên trước mặt này lại tăng lên rồi. Đúng là yêu nghiệt. Trong nhiều năm nay, thật ra bà ấy từng gặp không ít yêu nghiệt, kể cả kiếm chủ hai đời của nhà họ Dương. Nhưng cho dù là kiếm chủ hai đời của nhà họ Dương thì thiên phú cũng không thể so được với thanh niên trước mặt này. Tất nhiên thanh niên này không nham hiểm và tàn ác như kiếm chủ hai đời trước. Thấy thực lực của Diệp Quân tăng lên, Diệp Thanh Thanh nghĩ nhất định phải trấn áp tên này lại, không thể cho hắn tiếp tục như thế, thế là bà ấy nảy ra một ý tưởng. Lúc này Diệp Quân bỗng mở mắt ra, hít sâu một hơi, tâm niệm được thông suốt, hắn cảm thấy cả người cực kỳ sảng khoái. Lúc này Diệp Thanh Thanh bỗng nói, nào, kể câu chuyện cười nghe xem. Nghe thế vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, ta muốn nghe cái kiểu không thích hợp cho trẻ nhỏ lần trước đấy. Diệp Quân, hùng vĩ. Kể chuyện. Muốn nghe những điều không phù hợp với trẻ em. Nghe Diệp Thanh Thanh nói vậy, Diệp Quân xa sầm mặt mày. Vị cô này còn nhớ chuyện này sao? Chắc không đơn giản là tìm cái cớ để nhắm vào hắn đâu nhỉ. Diệp Quân càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Diệp Thanh Thanh nói tiếp, nào, tiếp tục kể đi. Diệp Quân do dự nói, cô, hình như không thích hợp lắm. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, sao không thích hợp, ta thích nghe chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ. Diệp Quân không nói nên lời. Hắn thật sự muốn chết. Lúc này, Diệp Thanh Thanh mất kiên nhẫn nói, mau kể đi. Diệp Quân lắc đầu liên tục, không được. Đôi lông mày lá liễu của Diệp Thanh Thanh lập tức dựng đứng, không nhiều lời mà rút kiếm ra, kiếm thế mạnh mẽ phóng về phía Diệp Quân. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi, vội vàng nói, chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ, không thích hợp kể. Diệp Thanh Thanh cười khẩy, ta thích nghe đấy. Diệp Quân sững sờ. Diệp Thanh Thanh nói, ta cho con 3 giây, nếu con không kể thì ta sẽ đánh con. Diệp Quân vẫn lắc đầu, hắn biết, vị cô này đang tìm cớ để đánh hắn. Nếu kể thật thì e rằng sẽ bị đánh gãy chân. Diệp Thanh Thanh cũng không động tay,
mà bình tĩnh nói, ta có một câu chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ, con muốn nghe không? Diệp Quân thấy hơi khó hiểu. Diệp Thanh Thanh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Diệp Quân, muốn nghe không? Diệp Quân vội vàng lắc đầu, không, con không muốn nghe. Hắn không muốn chết. Diệp Thanh Thanh cười khẩy không nói gì, quay người bước đi. Sau lần bị đánh trước đó, Diệp Quân không dám kể chuyện nhảm nhí nữa. Cô Thanh Thanh đánh người rất đau. Hai người tiếp tục ngược dòng tuế nguyệt, nói đúng hơn là Diệp Thanh Thanh đang ngược dòng tuế nguyệt. Bởi vì với thực lực bây giờ của Diệp Quân, hắn rất khó có thể ngược dòng tuế nguyệt, cho nên để không bị đám nữ kiếm tu đuổi theo, hắn đã vào tháp tu luyện, Diệp Thanh Thanh dẫn hắn ngược dòng tuế nguyệt. Điều này đối với hắn vô cùng tuyệt vời. Trong tuế nguyệt Trường Hà, Diệp Thanh Thanh đi ngược dòng, bởi vì tốc độ của bà ấy rất nhanh, cho nên cường giả bình thường không thể đuổi kịp. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Thanh Thanh tựa như cảm nhận được điều gì đó, bà ấy đột nhiên dừng lại, quay người hóa thành một đạo kiếm quang xé rách thời không, sau đó biến mất trong hư không. Không lâu sau, Diệp Thanh Thanh xuất hiện trên một vùng biển. Lúc này, Diệp Quân chợt xuất hiện bên cạnh Diệp Thanh Thanh, hắn nhìn xung quanh với vẻ nghi hoặc. Diệp Thanh Thanh chỉ vào vùng biển dưới chân. Diệp Quân cúi đầu nhìn thì sững sờ, bởi vì trong lòng biển sâu, có một cung điện, xung quanh cung điện còn có hàng trăm bức tượng võ sĩ cao ngàn trượng. Lại là một tàn tích cổ xưa khác. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh nói, có khí tức sinh mệnh không? Diệp Thanh Thanh gật đầu, có nhưng rất mơ hồ. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, xuống xem thử đi. Nói xong hắn dẫn Diệp Thanh Thanh xuống cung điện, tòa cung điện này vô cùng nguy nga tráng lệ, diện tích cực lớn, giống như một tòa thành khổng lồ. Xung quanh cung điện còn có hàng trăm bức tượng võ sĩ, những bức tượng này cao hàng ngàn trượng, tay cầm kiếm khổng lồ, trông vô cùng uy nghiêm. Diệp Quân định đi tới trước thì bị Diệp Thanh Thanh ngăn lại, ánh mắt bà ấy nhìn về phía cổng cung điện, nơi đó có hai pho tượng. Diệp Quân nói, sống sao? Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Quân quay lại nhìn hai pho tượng, không có chút khí tức nào. Diệp Quân định nói thì hai pho tượng chậm rãi mở mắt, trong nháy mắt, một luồng khí tức cổ quái lập tức ập tới, giống như sóng biển, vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn, phất tay chém một kiếm. Bùm! Luồng khí tức cổ quái kia lập tức bị dập tắt. Lúc này, một trong những pho tượng kia đột nhiên lao tới, tay cầm đao hung hăng chém về phía Diệp Thanh Thanh. Sắc mặt Diệp Thanh Thanh không thay đổi, rút kiếm ra. Đối đầu! Bùm! Một tiếng nổ chói tai vang lên. Thanh đao khổng lồ trong tay pho tượng nứt lìa, đồng thời pho tượng lùi về phía sau, đâm nát cổng cung điện, vô số đá vụn bắn tung tóe. Những pho tượng khổng lồ xung quanh cung điện cũng lần lượt mở mắt, trong chốc lát, khí tức mạnh mẽ từ đáy biển cuộn trào, chấn động cả biển, cuộn trào cao tới hàng ngàn trượng, vô cùng hùng vĩ. Thấy vậy, Diệp Quân nhíu mày, đây rốt cuộc là thế lực văn minh nào? Những pho tượng kia đang định ra tay thì từ trong cung điện truyền đến một âm thanh cổ xưa, nghe thấy âm thanh này, những pho tượng lần lượt dừng lại, sau đó quay về phía trong cung điện, cung kính hành lễ. Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh nhìn nhau, sau đó đi về phía cung điện, trên đường đi, những pho tượng kia không có động tĩnh gì. Cứ như vậy, Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh tiến vào cung điện, ánh sáng bên trong rất mờ mịt, mang theo cảm giác nặng nề áp bức, vô cùng u ám. Diệp Quân nhìn về phía xa, trong chủ điện xa xôi có ngọn đèn đuốc sáng trưng. Có người. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh bên cạnh, mỉm cười, không nói gì. Diệp Thanh Thanh quay lại nhìn hắn cười cái gì? Diệp Quân cười nói, cảm giác an toàn. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, cảm giác an toàn ư? Diệp Quân gật đầu, ở cùng cô cảm thấy rất an toàn. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân nhẹ giọng nói, nếu không đi cùng cô, con cũng không dám tới những nơi này. Hắn không hề nói dối, nếu không đi cùng Diệp Thanh Thanh, hắn khá mơ hồ về những bí cảnh cổ xưa này, bởi vì có một số cường giả thật sự rất mạnh. Nhưng có Diệp Thanh Thanh đi cùng, hắn không có gì phải lo lắng cả. Nếu có thể tập hợp hết tất cả cô lại với nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Quân bất giác nở nụ cười. Diệp Thanh Thanh nói, đi cùng ta có cảm giác an toàn hay đi theo cô váy trắng của con có cảm giác an toàn hơn. Nghe câu này, Diệp Quân lập tức cứng người. Lại nữa rồi. Diệp Thanh Thanh dừng lại,
nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, đợi câu trả lời. Diệp Quân chỉ có thể nói, đều có cảm giác an toàn. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, ta không hài lòng với đáp án này, trả lời lại đi. Diệp Quân sững sờ. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn, đợi câu trả lời. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, đi với cô váy trắng có cảm giác an toàn nhất. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Diệp Quân lại nói tiếp, nhưng ta thích đi cùng cô nhất. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh sững sờ, hỏi tại sao? Diệp Quân mỉm cười, không biết, dù sao ta cũng thích đi cùng cô nhất. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, sau đó quay người đi về phía đại điện. Thấy vậy, Diệp Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thanh Thanh cô thật đáng sợ. Bà ấy nói muốn đánh ngươi thì sẽ là đánh thật. Đánh cho ngươi tan xác luôn. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến trước đại điện sáng trưng, Diệp Quân chắp tay nói tiền bối. Không ai trả lời. Diệp Quân nghi hoặc, gọi tiếp tiền bối. Vẫn không ai đáp. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, đắc tội rồi. Nói xong hắn đi đến cửa đại điện, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cửa đại điện mở ra, Diệp Quân sững sờ. Bên trong đại điện có một cỗ quan tài bằng đồng, xung quanh quan tài có bốn vệ binh này đều mặc chiến giáp vàng, tay cầm trường kiếm vàng, bọn họ như tượng tạc điêu khắc bảo vệ quan tài đồng. Diệp Quân nhìn bốn vệ binh, sau đó chậm rãi đi về phía quan tài đồng. Nhưng lúc này, bốn vệ binh đột nhiên mở mắt, vung kiếm trong tay, ngay sau đó, bốn đạo kiếm thế mạnh mẽ bao phủ lấy Diệp Quân. Diệp Quân hơi bất ngờ vì kiếm thế của bốn người vệ binh này thật đáng sợ. Hắn cẩn thận quan sát bốn vệ sinh, thoạt nhìn bọn họ không giống người sống, tuy mở mắt nhưng ánh mắt không có hồn, giống như con rối, nhưng khí tức lại rất chân thật. Trong đầu hắn hiện lên một từ, xác sống. Lúc này, cỗ quan tài khẽ rung chuyển, kiếm trong tay bốn pho tượng rút về phía sau quan tài. Diệp Quân nhìn bốn vệ binh sau đó chậm rãi đi tới bên quan tài. Hắn nhẹ nhàng mở nắp quan tài, nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt thế. Bên trong quan tài có một cô gái, trên người cô mặc một chiếc váy trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo đến hoàn hảo, làn da trắng mịn, nằm yên lặng, đôi mắt trong veo như nước, nhìn Diệp Quân. Nhìn thấy cô gái, Diệp Quân sững sờ, do dự gọi cô nương. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, trên ngực ta có một miếng ngọc bội, ngươi nhìn thấy không? Diệp Quân nhìn trước ngực cô gái. Ở đó có một mặt dây chuyền ngọc bội đỏ như máu to bằng lòng bàn tay, bên trên khắc chữ đen lớn, đạo. Đạo ngọc. Diệp Quân nhíu mày. Cô gái nói, giúp ta lấy nó xuống, được không? Diệp Quân nói, miếng ngọc bội này trấn áp cô sao? Cô gái đáp, ừ. Diệp Quân do dự nói, ta giúp cô lấy nó xuống, sau khi cô ra ngoài, liệu có đánh ta không? Cô gái chớp mắt, không. Diệp Quân không nghĩ nhiều nữa, lấy miếng ngọc bội xuống. Hắn không hề sợ, vì Diệp Thanh Thanh đang ở đây. Sau khi miếng ngọc được lấy ra, cô gái chậm rãi ngồi dậy, nhảy ra khỏi quan tài, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng được tự do rồi. Diệp Quân nhìn cô gái với vẻ cảnh giác. Cô gái quay lại nhìn Diệp Quân, cười nói, ngươi thật đẹp trai. Diệp Quân, cô gái quay người đi đến cửa đại điện, nhìn bên ngoài. Trong mắt hiện lên vẻ bi thương, đều đi cả rồi. Diệp Quân hỏi, cô nương, cô. Cô gái quay lại nhìn hắn, cười nói, ta tên Tịnh Tuyết, bọn họ gọi ta là Tịnh công chúa, người có thể gọi ta là Tịnh Tịnh. Diệp Quân khẽ gật đầu, Tịnh Tịnh cô nương, ta là. Diệp Quân. Cô gái cười nói, ngươi tên Diệp Quân, ta vẫn luôn đợi ngươi. Diệp Quân kinh ngạc. Diệp Thanh Thanh nhíu mày. Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đối phương quen mình sao? Diệp Quân ngờ vực. Lúc này, Tịnh Tuyết đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Quân, cô ấy cẩn thận quan sát Diệp Quân, nở một nụ cười, nói, thật sự rất đẹp. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, cô muốn ngủ với hắn sao? Nghe vậy, Diệp Quân còn đang nghi ngờ ở bên cạnh lập tức xa sầm mặt mày, tại sao cô này cứ nói ra những lời quá thẳng thắn như vậy chứ? Nghe Diệp Thanh Thanh nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tịnh Tuyết lập tức đỏ bừng, giống như hoa đào nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Thấy dáng vẻ này của Tịnh Tuyết, Diệp Thanh Thanh nhíu mày, cô muốn ngủ với hắn thật sao? Tịnh Tuyết cúi đầu, hai ngón tay ngọc ngà đảo vòng vòng, vô cùng thẹn thùng.
Nhìn thấy Tịnh Tuyết như vậy, sắc mặt Diệp Thanh Thanh lập tức trở nên kỳ quái, bà ấy nhìn về phía Diệp Quân, lúc này Diệp Quân cũng đang rất nghi hoặc, cô gái này có ý gì? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, cười nhạt, không nói lời nào. Diệp Quân không để ý đến Diệp Thanh Thanh, hắn đi đến trước mặt Tịnh Tuyết và nói, Tịnh Tuyết cô nương, tại sao cô lại biết ta? Tịnh Tuyết cười nói, bởi vì sư phụ ta bảo ta chờ ngươi ở đây. Diệp Quân nhíu mày, nghi ngờ hỏi, sư phụ của cô ư? Tịnh Tuyết gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân lại hỏi, sư phụ của cô là ai? Tịnh Tuyết hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, cũng không nói gì. Hắn cảm nhận được có mùi vị tính toán ở đây. Kẻ nào đang tính kế mình? Hắn lập tức nghĩ tới chủ nhân Bút Đại Đạo. Tuy nhiên, hắn cũng không chắc lắm. Diệp Quân yên lặng nhìn cô gái trước mặt, chờ cô ấy trả lời. Tịnh Tuyết cúi đầu trầm mặc một lát, mới nói ta thuộc thể chất ách đạo, ở thời đại của chúng ta, không ai có thể xóa bỏ thể chất này của ta, cho nên sư phụ phong ấn ta ở chỗ này, bảo ta ở nơi này chờ ngươi. Sư phụ nói ngươi có nhiều người giúp đỡ, sau lưng có rất nhiều ông lớn, đi theo ngươi thì không sợ số mệnh ách đạo nữa. Diệp Quân hỏi, sư phụ của cô là ai? Tịnh Tuyết mở lòng bàn tay ra, một bức tranh chân dung đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Khi nhìn thấy người trong bức chân dung, vẻ mặt của Diệp Quân lập tức cứng lại. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Mẹ kiếp, đúng là chủ nhân Bút Đại Đạo thật. Da đầu của Diệp Quân tê dại. Cô gái trước mặt này lại là đồ đệ của chủ nhân Bút Đại Đạo. Lão già chết tiệt này đã âm mưu tính toán từ nhiều năm trước. Diệp Quân đột nhiên cảm thấy hơi sởn gai ốc. Lúc này, hắn thực sự thấy mình còn quá trẻ. Thử nghĩ, nếu không có cha và cô váy trắng trấn áp ông lão chết tiệt này thì e rằng ông ta sẽ tính toán với mình đến mức nịt cũng chẳng còn. Chân mày của Diệp Thanh Thanh nhíu chặt. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Đương nhiên là bà ấy cũng biết người này, trước mắt chỉ cần vài nhát kiếm là có thể áp chế được ông ta. Bà ấy cũng không ngờ rằng, đối phương đã biết đến sự tồn tại của Diệp Quân từ nhiều năm trước. Bà ấy đã đánh giá thấp người này rồi. Khó trách người phụ nữ kia lại muốn trấn áp chủ nhân Bút Đại Đạo, có lẽ cũng là một loại trừng phạt. Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Quân hơi khó coi, Tịnh Tuyết hơi chần chừ, sau đó hỏi, ngươi giận sao? Diệp Quân yên lặng không nói gì. Tịnh Tuyết hơi cúi đầu, vẻ mặt u ám. Diệp Quân nhìn Tịnh Tuyết, ông ta còn nói gì với cô nữa không? Tịnh Tuyết nhìn Diệp Quân, đáp lời, ông ấy bảo ta trợ giúp ngươi. Diệp Quân khẽ nhíu mày, trợ giúp ta ư? Tịnh Tuyết gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân hỏi, giúp như thế nào? Tịnh Tuyết cười nói, phụ vương của ta để lại cho ta 12 vị cự thánh, 4 tuế nguyệt thần vệ và 9 ám vệ. Đều có thể để cho ngươi dùng. Diệp Quân nói, điều kiện của cô là gì? Tịnh Tuyết nhìn về phía Diệp Quân, để ta đi theo ngươi, giúp ta tránh số mệnh ách đạo. Diệp Quân hơi khó hiểu, số mệnh ách đạo là gì? Tịnh Tuyết nói, là bị ác đạo nguyền rủa. Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó nói, cô bị ác đạo nguyền rủa sao? Tịnh Tuyết gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tịnh Tuyết thấp giọng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ u buồn, ta từ khi sinh ra đã có thể chất ách đạo, còn tại sao lại xảy ra chuyện này thì ta cũng không biết, ta cũng đã từng hỏi sư phụ nói là do kiếp trước ta làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên kiếp này mới xui xẻo như vậy. Sắc mặt của Diệp Quân hơi kỳ quái, kiếp trước làm quá nhiều chuyện xấu sao? Tịnh Tuyết gật đầu, sư phụ nói như vậy, ta cũng không biết nữa. Diệp Quân đột nhiên đi tới trước mặt Tịnh Tuyết, hắn nắm lấy tay Tịnh Tuyết. Cô ấy hơi sững sờ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, Diệp Quân nghiêm túc nói, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn xem thể chất của cô có thực sự là thể chất ách đạo hay không thôi. Nghe Diệp Quân nói như vậy, Tịnh Tuyết nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn trong trẻo, không có ý khinh nhờn thì cô ấy không còn phản kháng như trước nữa. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, cười nhạt không nói lời nào. Sờ một hồi, Diệp Quân thu tay lại, trầm mặc. Tịnh Tuyết hỏi, thế nào? Diệp Quân nói, ta không cảm nhận được. Khuôn mặt Tịnh Tuyết cứng đờ. Ngươi sờ cả nửa ngày, vậy mà lại không cảm nhận được ư? Diệp Quân quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, cô, người thử xem. Diệp Thanh Thanh đột nhiên rút kiếm ra, bổ thẳng về phía cánh tay của Diệp Quân. Keng!
Một âm thanh chói tai vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.